tư tưởng làm giàu nếu để ý một chút bạn sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta đang sống luôn tồn tại các cặp đối lập nhau nóng lạnh trên dưới trong ngoài tối sáng nhanh chậm trái phải vân vân chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau làm sao có thể xác định đâu là bên phải khi không có bên trái chưa từng biết nóng thì làm sao biết lạnh là gì đối với vấn đề tiền bạc cũng thế các bạn ạ tiền có quy luật vận động bên trong và bên ngoài của nó ở bên ngoài là những hiểu biết về kinh doanh cách quản lý tiền bạc và những kế hoạch đầu tư quy luật vận động bên trong của tiền bạc chính là con người của chính bạn là thái độ đối với tiền bạc đối với giàu nghèo của bạn mà tôi tạm gọi là tư tưởng làm giàu những tri thức kỹ năng làm giàu là yếu tố rất quan trọng nhưng tư tưởng làm giàu còn quan trọng hơn thử hỏi nếu một người sắm được một bộ đồ nghề làm mộc nhưng chưa biết cách sử dụng thì đã trở thành thợ mộc hay chưa đối với việc làm giàu cũng như vậy học hỏi những kiến thức làm giàu những kế hoạch làm giàu vẫn chưa đủ để thành công điều cơ bản là bạn phải thay đổi được chính con người mình sao cho giống với những người đã từng thành đạt đến đây bạn hãy thử nhìn nhận lại xem bạn thuộc loại người như thế nào cách suy nghĩ thói quen cá tính của bạn ra sao bạn có niềm tin hay không và bạn tin vào đâu bạn có thực sự tin tưởng vào chính mình hay không cách cư xử của bạn với người khác ra sao và bạn có niềm tin vào họ hay không bạn có nghĩ rằng mình đáng được hưởng giàu sang phú quý hay không bạn có đủ sức để gạt bỏ những lo lắng những bất an những phiền muộn để toàn tâm toàn ý vào công việc hay không những câu hỏi nêu trên nhằm xác định ba yếu tố then chốt của một tư tưởng làm giàu đó là cá tính cách suy nghĩ và niềm tin bạn sẽ thành công hay không và mức độ thành công ra sao sau đó là nhờ vào bao yếu tố nội tại này. Stewart White, tác giả mà tôi rất ngưỡng mộ đã từng nói về vấn đề này như sau: hãy phát huy sức mạnh nội tại khi ta đủ sức hấp dẫn, cơ hội sẽ đến với ta. khi ấy hãy nắm bắt lấy, đừng bao giờ bỏ lỡ. nguyên tắc làm giàu, tư tưởng làm giàu của một người quyết định mức độ thành công về mặt tài chính của người ấy. <laughs> tại sao lại phải xây dựng cho mình một tư tưởng làm giàu có thể bạn đã từng nghe nói đến trường hợp phá sản vậy có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta có nhiều tiền như thế rồi lại tay trắng hay không tại sao việc kinh doanh lúc đầu đang thuận lợi nhưng về sau lại bế tắc điều gì đã xảy ra vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu căn nguyên của vấn đề người ta thường hay biện hộ thất bại là do không may mắn hoặc do gặp thời buổi kinh tế khó khăn hoặc là do gặp phải đối tác không uy tín nhưng đó chỉ là bề ngoài nguyên nhân sâu xa của vấn đề chính là họ chưa có đủ năng lực quản lý tiền bạc có thể họ có khả năng kiếm tiền nhưng không biết cách giữ tiền cho nên dễ dàng trắng tay. Để minh họa cho vấn đề này, bạn thử nghĩ đến trường hợp trúng số. Theo thống kê thì đa số những người nghèo trúng số được đắc sau một thời gian lại nghèo như xưa. Vì sao vậy? Bởi vì từ trước đến nay họ chỉ quen với việc quản lý số lượng tiền nhỏ. Đột nhiên có trong tay một số lượng tiền lớn thì chẳng có gì là lạ khi họ không thể giữ nổi số tiền đó. Họ sẽ dễ dàng phung phí hết trong một thời gian ngắn để rồi lại trắng tay. Ngược lại có những người làm giàu bằng chính sức lực của mình. Những người này đôi khi cũng gặp thất bại, cũng trắng tay nhưng rồi họ lại nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Nhà tỷ phú Donald Trump là một ví dụ. Trước đây, ông đã từng nắm trong tay bạc tỷ, có một lần kinh doanh thất bại mất tất cả. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông đã lấy lại cơ nghiệp như xưa và thậm chí còn giàu hơn gấp mấy lần trước. Vì sao lại như thế? Bạn có biết tài sản quý nhất của người giàu là gì không? Không phải là tiền bạc, không phải là các mối quan hệ, mà chính là tư tưởng làm giàu của họ. Họ không cam chịu nghèo khó, họ không muốn làm người ít tiền, họ phải trở lại vị trí là người giàu, thành triệu phú, thành tỷ phú. Cho dù hoàn cảnh hiện tại của họ như thế nào, họ vẫn nuôi ý chí trở lại vị trí cao nhất mà trước kia họ đã đạt được. Đối với nhiều người, đạt được tài sản 1 triệu đô đã là thành công, là giàu sang, nhưng đối với Donald Trump, đó là thất bại, là nghèo túng. Tư tưởng của Donald Trump là tư tưởng tỷ phú, năng lực của ông là năng lực kiếm tiền tỷ và quản lý tiền tỷ. Nói chung là ông có bộ óc tỷ phú. Thấp hơn nữa có những người có bộ óc triệu phú. Thấp hơn nữa nữa có những người chỉ có năng lực kiếm tiền và quản lý được vài chục nghìn đô. Xa hơn nữa là những người không biết kiếm tiền thật sự là đa số người nghèo không biết phát huy hết tiềm lực của mình họ không dũng cảm sửa đổi chính mình họ chỉ biết nhìn vào sự nghiệp thành đạt của người khác rồi so sánh với mình để rồi cảm thấy mình quá thua kém có lẽ cũng đúng là thua kém thật nhưng là thua kém người khác ở bộ óc làm giàu ở khả năng kiếm tiền và điều khiển đồng tiền chứ không nên chỉ so sánh ở số lượng tiền mỗi người kiếm được cây nào của ấy. Hãy tưởng tượng đời người như một cái cây, trên đấy mọc ra những quả thành công và những quả thất bại. Mỗi một đời người là một cái cây khác nhau và cho ra những quả khác nhau. Nhân gian thường chỉ biết nhìn vào thành công và thất bại của người và của mình để đánh giá so sánh. Họ không nghĩ rằng quả mọc được là nhờ cây, cây có được là nhờ hạt giống. Gieo hạt giống nào thì sẽ được quả ấy. Muốn quả ngọt thì phải chọn giống lành. Muốn thành công thì phải bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân mình. Có người lập luận rằng nghe chưa tin, thấy mới tin nhưng bạn ơi khi bóng điện sáng bạn có thấy dòng điện chạy qua hay không nhưng bạn vẫn tin là đèn sáng là nhờ có dòng điện nội dung tuy là những thứ bên trong những thứ vô hình nhưng lại là yếu tố quyết định hình thức bề ngoài trong tự nhiên những thứ vô hình đó mạnh mẽ gấp trăm gấp nghìn lần những thứ hiện hữu bên ngoài con người cũng là một bộ phận của thế giới tự nhiên do đó họ chịu sự chi phối của những quy luật tự nhiên những thứ vô hình bên trong bạn chính là con người của bạn hãy thay đổi mình để cả hái thành công bên ngoài Mỗi chúng ta tồn tại không chỉ trên một mà bốn thế giới, đó là thế giới vật chất, thế giới tinh thần, thế giới tình cảm và thế giới tâm linh. Thế giới vật chất chính là sản phẩm là mặt biểu hiện của ba dạng thế giới kia. Ví dụ như bạn sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản rồi in ra giấy. Trên tờ giấy đó có rất nhiều điểm bạn chưa vừa ý và bạn muốn sửa. Vậy bạn sửa ở đâu? Bạn dùng gôm tẩy xóa trên mặt giấy hay là thao tác lại trên máy tính? Cho dù bên ngoài bạn cố gắng thay đổi đến mức nào đi nữa thì mọi việc vẫn sẽ cứ như cũ. Muốn thay đổi phải bắt đầu từ bên trong, tức là phải sửa lại trên máy để cho ra bản in khác chính xác hơn đối với việc làm giàu cũng thế chỉ có thể thay đổi được cuộc sống vật chất của bạn nếu con người của bạn thay đổi bởi lẽ cuộc sống bên ngoài chỉ là kết quả chứ không phải là nguyên nhân giàu là kết quả nghèo cũng là kết quả khỏe mạnh hay yếu đuối cũng là kết quả thành công hay thất bại là kết quả mà nguyên nhân nằm ở chính chúng ta chúng ta luôn sống trong mối quan hệ nhân quả muốn thay đổi kết quả hãy bắt đầu từ nguyên nhân có bao giờ bạn nghe nói thiếu tiền là cả một vấn đề nghiêm trọng chưa đó là một câu hoàn toàn sai thiếu tiền không là vấn đề nghiêm trọng nguy hiểm nhất là thiếu khả năng kiếm tiền và sử dụng tiền tiền bạc và giàu có chỉ là kết quả trong khi đó tư tưởng làm giàu mới chính là nguyên nhân không thể thay đổi kết quả nếu không thay đổi nguyên nhân kết quả chỉ là sự phản ánh chỉ là cái bóng của nguyên nhân phải thay đổi nguyên nhân để đạt được kết quả tốt nhưng mà cách nào chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương pháp tuyên bố phương pháp tuyên bố bí quyết để thay đổi tư tưởng đây là phương pháp dựa trên nguyên lý học tập nghe rồi có thể sẽ quên thế rồi có thể sẽ nhớ nhưng những thứ ta đã làm qua thì ta sẽ hiểu cặn kẽ từ trang này trở đi sau khi nghiên cứu xong một nguyên tắc làm giàu bạn hãy đặt bàn tay lên trước ngực và trang nghiêm tuyên bố một câu cô đọng lại toàn bộ ý tưởng của phần đó dần dần bạn sẽ nhập tâm các nguyên lý đó và sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy thế giới bên trong mình thay đổi tại sao phương pháp tuyên bố lại giúp ta thay đổi bởi vì tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng năng lượng trong cơ thể ta luôn chuyển động mỗi khi ta hành động cả ngoài thực tiễn lẫn trong tâm trí nếu ra một lời tuyên bố, năng lượng sẽ được truyền đến mọi tế bào của cơ thể, nhờ đó sẽ đánh thức được năng lực tiềm tàng trong cơ thể ta để thay đổi mọi thứ. Ở đây, bạn nên phân biệt tuyên bố với khẳng định. Đúng là ranh giới giữa hai hành động này rất khó phân biệt. Tuy nhiên theo tôi, khẳng định là việc xác định ta sắp đạt được một mục tiêu ta đang hướng đến, trong khi đó tuyên bố là một dự định chính thức và nghiêm túc để thực hiện một hành động hoặc để chấp nhận một hoàn cảnh nào đó. Khẳng định là xác nhận một mục tiêu sắp hoàn thành, tuy nhiên sắp không có nghĩa là chắc chắn sẽ. Ngược lại, tuyên bố lại thiên về dự định, về quyết tâm. Ngoài ra, tuyên bố còn bao gồm cả việc hành động nhằm hiện thực hóa những dự định, những ước mơ đó. Bạn nên đọc to những lời tuyên bố này hàng ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Hãy nhìn mình trong gương và đọc lời tuyên bố một cách trang nghiêm. Xin đừng nghĩ đây là chuyện tầm phào, vô ích và không cần làm. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng nhờ kiên trì thực hiện theo phương pháp này mà tiềm năng của tôi đã được đánh thức để giúp tôi thành đạt như ngày nay. Sau đây là sau đây là lời tuyên bố đầu tiên. Xin hãy đặt tay lên ngực và dõng dạc tuyên bố. Bản thân ta quyết định cuộc sống vật chất của ta. Hãy chỉ lên Thái Dương và tuyên bố, tôi đã bắt đầu có tư tưởng chịu phú. Tư tưởng làm giàu của chúng ta được hình thành như thế nào? Mỗi khi tiếp xúc với một khách hàng có nhu cầu được tư vấn tài chính, tôi thường hay nói với họ, hãy trò chuyện với tôi một phút, tôi sẽ dự đoán được từ nay đến cuối đời bạn sẽ giàu có hay nghèo túng xin bạn đừng nghĩ đây là câu nói đùa tôi xin đảm bảo với bạn là tôi có khả năng đó và nó chính là một phần trong công việc hàng ngày của tôi hiện nay tôi làm việc có cơ sở khoa học rõ ràng tư tưởng làm giàu và chiến lược kinh doanh là những thứ vô hình tuy nhiên nó lại quyết định hoàn cảnh ngoài đời của bạn những thứ vô hình đó chỉ có thể được bộc lộ ra ngoài trong cách cư xử cách ăn nói của chúng ta qua một vài câu trò chuyện bằng kinh nghiệm tôi sẽ nắm bắt được những biểu hiện đó sau đó sẽ khái quát lại thành một cái nhìn tổng quát về bạn như vậy thông qua trò chuyện và quan sát Tôi sẽ biết được tính cách của bạn như thế nào, bạn có khả năng gì, niềm tin của bạn đến đâu, suy nghĩ của bạn ra sao. Nói chung là biết được với con người như vậy, trong tương lai bạn có kiếm được tiền và giữ được tiền hay không. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm tư tưởng làm giàu là gì. Hãy tưởng tượng khi xây một ngôi nhà, trước tiên ta phải làm gì? Đó là việc phải vẽ một bản thiết kế hoặc ít ra là cũng hình dung sẵn sàng một mô hình để theo đó mà xây dựng. Tư tưởng làm giàu cũng vậy, đó là bản thiết kế của tất cả các mối quan hệ với tiền bạc. Làm sao để kiếm tiền, làm sao để giữ tiền, làm sao để buộc tiền phải sinh sôi nảy nở có nên dành dụm tiền hay là tiêu xài phong phí, đó là tất cả các mối quan hệ của bản thân ta đối với tiền bạc. Công thức nhận thức cộng thái độ cộng hành động bằng kết quả. Đây là công thức được sử dụng rộng rãi trong xã hội học, tâm lý học, nhân học nhằm nghiên cứu tiềm năng con người. Công thức này phản ánh thái độ tài chính của mỗi người. Một khi đã nhận thức được tính chất và ý nghĩa của tiền bạc, ta sẽ có thái độ đúng với tiền bạc. Khi có thái độ đúng thì ta sẽ hành động đúng để đạt được kết quả như mong đợi. Đó chính là toàn bộ cấu trúc của tư tưởng làm giàu tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu xem tư tưởng làm giàu của mỗi người được hình thành từ khi nào như tôi đã từng đề cập ở phần mở đầu khi còn niên thiếu chúng ta đã từng được học thái độ cư xử đối với tiền bạc dần dần điều chúng ta nghe và thấy sẽ hình thành nên tư tưởng làm giàu của chúng ta vậy chúng ta học từ đâu từ bố mẹ từ anh chị từ thầy cô bạn bè những người xung quanh chúng ta còn học từ truyền hình truyền thanh từ phim ảnh từ sách báo và từ cả nền văn hóa xã hội mà chúng ta đang sống không có một đứa trẻ nào mới sinh ra đã có sẵn một tư tưởng làm giàu cả đó là thứ chỉ được hình thành trong quá trình sống trong xã hội học hỏi từ xã hội học có thể chủ động hay là vô tình nhập tâm tuy nhiên có lẽ đa số các bạn đã học sai nên đã hình thành tư tưởng làm giàu sai đó là lý do khiến bạn vẫn chưa phải là người giàu đã sai thì chúng ta phải dũng cảm sửa đổi hãy cùng tôi sửa đổi điều chỉnh lại tư tưởng làm giàu của bạn vì đó là tài sản quan trọng nhất trong việc làm giàu như đã nói ở trên nhận thức dẫn đến thái độ thái độ thúc đẩy hành động và hành động tạo ra kết quả vậy nhận thức bắt nguồn từ đâu tại sao nhận thức của người này lại khác với người kia thực ra nhận thức của một người là tổng hợp tất cả những thông tin mà người ấy có được trước kia có nghĩa là tất cả những tác động từ xã hội bên ngoài đến người ấy được người ấy lựa chọn tiếp thu và ghi nhận chúng tôi tạm gọi những yếu tố này là lựa chọn vậy chúng ta có công thức đầy đủ là lựa chọn cộng nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả lựa chọn tiếp thu là nguồn gốc sâu xa của kết quả tức là hoàn cảnh tài chính hiện nay của bạn vậy muốn thay đổi phải biết lựa chọn tiếp thu học hỏi những điều có lợi hãy nhớ lại ví dụ về máy in ở trang trước khi ta muốn sửa đổi kết quả, ta phải bắt đầu từ nguyên nhân. Vậy chúng ta tiếp thu từ đâu? Theo chúng tôi có ba nguồn chính, từ những gì bạn nghe, những gì bạn thấy và từ những gì bạn trải nghiệm. Đây là ba yếu tố quan trọng. Chúng ta sẽ thường xuyên đề cập đến ba yếu tố này trong toàn bộ phạm vi cuốn sách. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cặn kẽ từng nguồn một. Nguồn thứ hai, những gì bạn thấy khi còn nhỏ chúng ta không chỉ nhiễm từ những gì được nghe mà còn từ những gì được thấy đây gọi là sự noi gương hãy nhớ lại thời niên thiếu bạn đã từng thấy những người xung quanh cư xử ra sao trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc họ tiết kiệm hay phung phí họ đầu tư đúng chỗ hay không biết cách sử dụng tiền họ đầu tư thận trọng hay kinh doanh mạo hiểm thu nhập của họ đều đạn hay bất thường gia đình của bạn kiếm tiền dễ dàng hay khó khăn tiền bạc có làm cho gia đình bạn hạnh phúc hay không những sự kiện ta chứng kiến hàng ngày khi ta còn nhỏ sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức đến một lúc nào đó gặp hoàn cảnh tương tự ta sẽ hành động theo sự điều khiển của kinh nghiệm con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, rau nào sâu ấy, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Những câu tục ngữ trên đã nói lên được sự truyền lại của những thói quen, những tư tưởng, những nét tính cách theo con đường xã hội. <laughs> Minh họa của ý này là một câu chuyện vui. Có một cô gái mới về làm dâu, cô nấu ăn rất ngon, nhưng có một thói quen là bất cứ món gì cũng phải dùng dao thớt, chặt ra làm đôi rồi mới nấu nướng. Thịt cá đều cắt đôi, cả bó rau cũng thế. Người chồng lấy làm lạ mới hỏi. Cô trả lời, em thấy mẹ em làm thế. Một lần về thăm mẹ vợ, nhưng lúc bà đang vui vẻ, anh hỏi về điều đó bà trả lời vì mẹ thấy bà ngoại làm thế cuối cùng anh gọi điện hỏi bà ngoại vợ bà nói vì hồi đó trong nhà bà không có cái nồi nào lớn cả thế đấy lúc nhỏ chúng ta luôn chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh và những kinh nghiệm đó sẽ chi phối hành động của chúng ta ngay cả khi ta đã trưởng thành rồi trong lĩnh vực tiền bạc cũng thế bạn sẽ kiếm tiền giữ tiền và sẽ sử dụng tiền giống hệt như cách của bố mẹ anh chị bạn đã từng làm trước kia trước đây bố tôi là một nhà thầu xây dựng ông có thói quen dốc hết tiền và đầu tư vào hàng trăm căn nhà Tiền vốn thiếu đến nỗi ông thế chấp cả căn nhà chúng tôi đang sống trong ngân hàng, chi tiêu gia đình trong thời gian đó phải thật tiết kiệm. Có thể nói bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng vì bố tôi luôn gay gắt. Thời gian đó mỗi khi xin một ít tiền, tôi đều bị ông la mắng. Sau đó một hoặc hai năm, khi các căn nhà xây xong và đã có người mua lại, bố tôi kiếm được tương đối nhiều tiền. Khi ấy, bố tôi dường như đã trở thành một người khác hẳn. Ông vui vẻ, sảng khoái và hào phóng. Ông gọi tôi đến và hỏi tôi có cần xin tiền hay không. Ông còn trò chuyện thân mật với tôi rất nhiều, khác hẳn với thái độ trước kia. Tuy nhiên sau đó ông lại dốc hết tiền vào đầu tư cho các dự án mới và gia đình tôi lại lâm vào cảnh thiếu thốn, căng thẳng. Cứ như thế cuộc sống gia đình cứ thăng trầm, không bao giờ ổn định. Cho đến năm 20 tuổi, tôi bắt đầu có ý thức tự lập và quyết định ra ở riêng. Tôi không còn muốn thăng trầm cùng gia đình mình nữa. Tôi khởi sự với nhiều nghề, nhưng trước tiên là nghề thầu xây dựng giống bố tôi. Lúc đầu tôi cũng kiếm được một ít tiền, nhưng về sau lại thua lỗ hết. Tôi lại chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác, nói chung cũng có lợi nhuận nhưng thua lỗ thường xảy ra hơn. Cứ như thế sau 10 năm, tôi nhận ra rằng việc kinh doanh của tôi thăng trầm, không phải là do tôi chọn sai ngành nghề, cũng không phải do chọn sai đối tác kinh doanh, quyết định sai lầm hoặc do hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động. Lý do chính của những thất bại chính là vì tôi đã nhiễm cả tính thăng trầm, bất ổn định trong kinh doanh của bố tôi. Rất may là tôi đã kịp thời nhận ra điều đó và kịp thời điều chỉnh. Tôi đã bỏ được thói quen kinh doanh bất ổn định và tôi đã nhiễm từ bố để học tập những tư tưởng mới, hữu ích hơn. Nhờ đó tôi mới thành đạt như ngày hôm nay. Xin kể ra đây một câu chuyện rất cảm động. Hôm ấy sau một buổi diễn thuyết, Mọi người vây lấy tôi xin chữ ký. Bỗng có một ông già chen vào, ông làm lấy tay tôi và khóc nức nở. Tôi trấn an ông và hỏi có việc gì. Ông chậm rãi lau nước mắt và nói: "Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tôi đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy về làm giàu, tham dự hàng trăm buổi nói chuyện về cách làm giàu. Tôi đã đăng ký theo học rất nhiều khóa học về cách làm giàu, rồi tôi đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tôi đi học trở lại và lấy bằng thạc sĩ kinh tế." Tầm hiểu biết của tôi gấp 10 lần người thường, nhưng than ôi cho đến nay tôi vẫn chưa thể thành công. Tôi luôn bắt đầu một cách hoành tráng như lại kết thúc trong thất bại cay đắng, ông có nghĩ rằng tôi già rồi mà chẳng nên thân hay không? Tôi mời ông ngồi xuống và đề nghị ông kể về quãng đời niên thiếu của mình. Ông tâm sự, "Thời niên thiếu của tôi ở vào đúng lúc nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng nghiêm trọng. Hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi đi xin việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về mà chẳng có ai nhận. Đồ đạc trong nhà cứ phải bán dần để đổi lấy cái ăn. Tôi chẳng học được gì từ bố tôi cả, có lẽ vì thế mà tôi luôn thất bại." tôi ôn tồn trả lời ông không không phải bố ông không có gì để ông học Họ không chỉ là thấy được cái đúng để noi gương theo mà còn phải thấy được cái sai của người khác để mà tránh lời khuyên của tôi đã có tác dụng ông đã hiểu ra vấn đề và nói xin cảm ơn anh harv anh đã mở mắt cho tôi từ đó trở đi ông đã biết cách noi gương theo cái đúng và tránh cái sai để thành công trong quãng đời còn lại cho dù bạn học được nhiều kiến thức về làm giàu hình thành được những kỹ năng về làm giàu cho dù bạn nắm trong tay nhiều vốn có nhiều cơ hội nhưng nếu bạn không được thừa hưởng một tư tưởng làm giàu đúng đắn, thì bạn sẽ khó thành công trong việc làm giàu. Để minh họa cho những ý này, xin lấy trường hợp những học viên của tôi có bố mẹ là những người sống trong thời kỳ khó khăn của đại chiến thế giới thứ hai hoặc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như năm 1970. Như học ở tôi, những học viên này đã rất sốc khi họ nhận ra họ đã nhiễm tư tưởng làm giàu sai lầm của bố mẹ họ như thế nào. Những tư tưởng ấy đã chi phối niềm tin, thói quen, thái độ đối với vấn đề tài chính của họ, làm cho họ không thể giàu nổi. Tư tưởng làm giàu của mỗi người là sự nhập tâm, sự kế thừa của những người thân. Những tư tưởng này có nhiều dạng. Có người tiêu xài hoang phí vì họ quan niệm. Cuộc đời có biết mấy khi vui, tiền trả tiêu đi để làm gì? Ngược lại, có những người biết tiết kiệm, góp nhặt để phòng khi xa cơ lỡ vận. Tiêu xài phong phí là hoàn toàn sai lầm, nhưng dành dụng tiết kiệm cũng phải là cách sử dụng tiền khôn ngoan. Vì nếu dành dụng chờ lúc khó khăn thì điều gì sẽ đến với bạn? Đó chính là khó khăn, khó khăn sẽ đến với bạn. Vậy đừng tiết kiệm để chờ ngày khó khăn mà hãy dành dụm để chờ ngày huy hoàng. Hãy sử dụng tiền để kinh doanh, nhằm tạo ra nhiều tiền mới cho tương lai. Đa số chúng ta thường noi theo gương những người thân trong thái độ ứng xử đối với tiền bạc. Tuy nhiên, cũng có những người làm ngược lại, họ chống lại tư tưởng làm giàu của bố mẹ mình. Vì sao vậy? Điều này phụ thuộc vào việc mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào. Lúc nhỏ, có mấy ai không từng bố mẹ la mắng? Những khi ấy, thường thì chúng ta ngoan ngoãn nghe theo và xem như đó là một phận làm con. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta phản ứng lại. Trong lúc đó, trong đầu chúng ta dâng lên ý nghĩ chống đối mạnh mẽ thậm chí tư tưởng chúng đối đó còn được thể hiện theo những cách mà mà người đời thường gọi là hỗn xược bất hiếu. Có những người phản ứng thái quá và dẫn đến mối quan hệ với bố mẹ ngày càng căng thẳng. Từ đó luôn có một mâu thuẫn âm ỉ bên trong, mặc dù có thể họ không nhận ra. Mâu thuẫn đó thúc giục họ phải làm khác những gì bố mẹ họ đã làm. Càng lớn thì họ càng nuôi ý chí sống khác với bố mẹ mình, nhất là trong thái độ đối với tiền bạc, tức là tư tưởng làm giàu mà chúng ta đang đề cập. nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó thường hay có những tình cảm thù hằn với cái nghèo họ chống đối cái nghèo và xem đó như là động cơ thúc đẩy để họ cố gắng làm giàu tuy nhiên những người này khi đã giàu có vẫn không cảm thấy hạnh phúc vì sao lại như thế bởi vì động cơ làm giàu của họ là hận nghèo cho nên họ cố sức kiếm tiền để trả hận như vậy tiền và hận luôn tỷ lệ thuận trong họ càng có nhiều tiền thì hận càng chứa chất đến một lúc nào đó những người ấy sẽ cảm thấy quá căng thẳng quá khổ sở vì tiền và hận không thể chịu đựng được nữa họ sẽ tìm cách giải thoát khi ấy họ sẽ dễ dàng nhận ra càng nhiều tiền thì càng nhiều hận muốn mau chóng hết hận thì phải nhanh chóng tiêu hết tiền thế là họ lao vào việc tiêu xài phung phí buông lỏng quản lý tiền bạc rồi lại trắng tay lúc nào không hay tuy nhiên ngay cả khi trắng tay họ vẫn chưa thể bình an họ vẫn không thể hết hận mà còn thêm cái khổ đó là cái khổ của sự nghèo túng điều gì đã xảy ra trong trường hợp này như chúng ta đã bàn qua ở phần trên muốn thay đổi kết quả phải bắt đầu từ cây từ hạt giống những trường hợp vừa kể trên, lẽ ra họ phải từ bỏ lòng hận nghèo thay vì từ bỏ tiền. Họ phải từ bỏ tình cảm chống đối với cái nghèo đã hình thành trong tâm trí họ từ khi còn nhỏ. Nếu không giải quyết tận gốc tận rễ của vấn đề, họ sẽ không bao giờ được thanh thản trong tâm hồn, ngay cả khi có thật nhiều tiền hoặc khi đã từ bỏ tất cả cơ nghiệp. Như vậy, trong vấn đề làm giàu thì động cơ làm giàu là quan trọng nhất. Nếu động cơ làm giàu của bạn xuất phát từ sự sợ nghèo, hận nghèo hoặc để chứng tỏ bản lĩnh, thì tiền bạc bạn kiếm được ra, dù có bao nhiêu cũng không thể giúp họ bình tâm trong tâm hồn được xin giới thiệu với các bạn hai loại động cơ để thúc đẩy bất cứ hành động nào đó là động cơ bên ngoài và động cơ bên trong ví dụ như trong trường hợp những người vừa kể trên hận nghèo sợ nghèo và muốn chứng tỏ mình đó chính là động cơ bên ngoài của việc làm giàu về động cơ bên trong của việc làm giàu là gì làm giàu bởi vì đơn giản chỉ thích làm giàu đó là động cơ bên trong hay còn gọi là động cơ thuần túy công việc đó là loại động cơ giúp chúng ta hăng say làm việc bởi vì chẳng có gì chi phối chúng ta cả có thể nói loại động cơ đó sẽ mang lại cho ta niềm vui ngược lại động cơ bên ngoài sẽ không bao giờ mang đến sự bình an cho con người nhất là trong vấn đề làm giàu vì sao lại như thế câu trả lời là bạn không thể nào dùng tiền để xóa bỏ sự sợ nghèo lòng hận nghèo được trong các buổi diễn thuyết tôi thường hỏi các thính giả trong số các bạn ai là người muốn làm giàu vì sợ nghèo chẳng có ai trả lời cả nhưng khi hỏi vậy ai muốn làm giàu để cảm thấy tự tin kiêu hãnh hơn có rất nhiều cánh tay giơ lên tuy nhiên họ không biết rằng làm giàu vì sợ nghèo túng và làm giàu vì muốn cảm thấy tự tin kiêu hãnh hay động cơ ấy chẳng có gì khác nhau cả bởi vì xét cho cùng chúng cũng thuộc những loại động cơ bên ngoài động cơ ấy không thể mang tới an vui hạnh phúc được đi tìm sự bình an trong cái bất an thì chẳng khác gì tự tìm lấy cái bất an tiền bạc không thể nào làm quên đi được nỗi sợ nghèo tuy nhiên sự sợ nghèo vẫn chưa phải là vấn đề chính mà vấn đề cốt yếu là thói quen của bạn đó là thói quen lo sợ lo sợ cả khi có tiền lẫn khi không có tiền khi còn hàn vi, ta thường sợ không kiếm đủ tiền, nhưng khi đã có nhiều tiền thì nỗi sợ khác lại ập đến, sợ mất tiền, sợ người khác ganh ghét, sợ phải tốn một khoản tiền lớn để đóng thuế thu nhập và sợ phải bỏ mạng vì tiền. Nói chung nếu không giải quyết được những nỗi sợ này, ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với tiền bạc được. Nếu được quyền lựa chọn, có lẽ tất cả đều chọn giàu có mà lo sợ giữ của, hơn là nghèo túng mà không có của gì để lo. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều không thể dẫn đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Cũng giống như những người muốn làm giàu vì động cơ sợ nghèo như đã nói trên có những người làm giàu vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình tuy nhiên họ không hiểu rằng bản lĩnh không phải là thứ để chứng tỏ mà là cái được hình thành qua gian chuân thử thách những người này muốn chứng tỏ bản lĩnh nhưng thực ra họ đang thiếu bản lĩnh và họ chọn việc làm giàu để khỏa lấp nỗi đau đó khi giàu rồi họ tự cho mình là thành đạt là siêng năng là quyết đoán tuy nhiên càng giàu họ càng thấy thiếu bản lĩnh do đó kiếm được nhiều tiền và trong lòng họ cũng chẳng được thành thơi sống bình an thành thơi hay không là do nơi bạn tức là do cái bên trong nếu tư tưởng làm giàu của bạn chưa đủ thì dù bạn có bao nhiêu tiền bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu ngược lại khi ta đã có sự hài hòa bên trong tư tưởng thì cho dù có ít hay nhiều tiền chúng ta vẫn cảm thấy vui vậy động cơ làm giàu đúng đắn là như thế nào trước tiên phải xác định đừng bao giờ làm giàu vì động cơ sợ nghèo hận nghèo hay là muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cả hãy làm giàu vì muốn có tiền vì muốn giúp đỡ người khác và vì muốn có niềm vui như vậy khi giàu bạn sẽ không phải từ bỏ tiền bạc để đổi lấy sự bình an như những người kia tôi đã từng nói không phải ai cũng noi gương dập khuôn theo những tư tưởng làm giàu của bố mẹ mà có những người chống đối lại họ tự tìm cho mình những cách ứng xử khác những tư tưởng khác việc chống đối lại như vậy không phải là xấu mà xấu hay tốt là phải xét cách suy nghĩ của người lớn có đúng hay không nếu người lớn có thói quen không biết kiếm tiền và giữ tiền thì việc chống đối lại là đúng đắn và cần thiết ngược lại nếu họ có tư tưởng làm giàu đúng đắn mà ta chống lại thì ta đã sai ngoài ra bạn còn phải nhận thức được cách mà tư tưởng làm giàu của mình đã được hình thành Tức là làm sao bạn giống hoặc khác bố mẹ trong vấn đề tư tưởng làm giàu. Về để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai mà bạn đã noi gương từ bố mẹ, hãy thực hiện những bước sau. Bước 1. Nhớ lại thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với tiền bạc, với giàu nghèo, tức là tư tưởng làm giàu như thế nào. Hãy nhìn nhận trong lĩnh vực này, bạn giống hoặc khác họ ở những điểm nào. Bước 2. Xem xét những tư tưởng làm giàu ấy đã tác động đến bạn như thế nào. Bước 3 hãy nhìn nhận rằng tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay chính là do bạn thừa hưởng từ họ chứ không phải là từ bản chất con người của bạn từ đó bạn hãy khẳng định rằng mình có nguyện vọng thay đổi khác với họ hãy lặp lại lời tuyên bố sau tư tưởng làm giàu hiện nay của tôi là do tôi nhiễm từ người khác tôi thật sự muốn có con đường riêng của mình tôi đã có tư tưởng triệu phú tôi đã có tư tưởng triệu phú Phần hai, 17 cách suy nghĩ của riêng người giàu. Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu công thức, nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả. Theo công thức này tất cả đều bắt đầu từ nhận thức từ tư tưởng của chúng ta. Bộ não điều khiển hầu như tất cả các hoạt động sống của con người. Tuy nhiên bộ não chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa khám phá hết. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cơ chế hoạt động của bộ não. Có thể hình dung bộ não người giống như một tủ đựng hồ sơ. Tất cả các tập hồ sơ đều được phân loại và đặt tiêu đề trước khi xếp vào tủ để dễ dàng tra cứu những gì bạn cố ý học hỏi hay vô tình nhiễm sẽ được lưu lại thành những hồ sơ thông tin trong đầu mà ta thường gọi là tri thức khi gặp một tình huống quen thuộc nào đó chúng ta sẽ xử lý theo những kinh nghiệm theo những tri thức mà chúng ta đã có chúng ta quyết định vấn đề dựa trên những gì chúng ta cho là hợp lý có ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại khi đó chúng ta thường nghĩ rằng mình đã quyết định đúng tuy nhiên những quyết định đó đôi khi lại không phù hợp với thành công sự thật là những quyết định dựa theo cảm tính luôn chứa đựng những yếu tố rủi ro cao và dễ dàng đưa đến thất bại ví dụ như hôm tôi cùng vợ tôi đi vào một cửa hàng thời trang tình cờ cô ấy nhìn thấy một chiếc ví màu xanh lá cây rất đẹp. Điều đang nói là chiếc ví ấy đang được giảm giá 25%. Khi ấy trong đầu vợ tôi xuất hiện một câu hỏi, có nên mua hay không? Gần như ngay lập tức, cô ấy đã có câu trả lời. Mình đã có một đôi giày màu xanh, mình cần một chiếc ví màu xanh cho đủ bộ. Vậy là cô ấy mua. Thế là cô ấy cầm món hàng đó đến quầy thu ngân. Trong đầu vợ tôi lúc này tràn gặp một niềm hân hoan vui sướng, vui vì không chỉ có được chiếc ví đẹp mà còn được giảm giá 25%. Tuy nhiên cô ấy không hề có một chút vương vấn nào về việc mình vừa mất đi 300 đô và có lẽ đã không lên mua. Vì sao vậy? Câu trả lời là vì trong tư tưởng cô ấy chưa từng tồn tại một hồ sơ nào mang tên nợ nần hoặc tiết kiệm. Chỉ có những hồ sơ mang tên hưởng thụ hoặc sung sướng chi phối cô ta mà thôi. Bạn có hiểu ý tôi không? Nếu như tư tưởng của bạn chỉ có những ý nghĩ tiêu xài hoang phí thì bạn không thể biết cách rẻ sẻ tiết kiệm được. Những ý nghĩ đó sẽ xui khiến bạn tiêu xài không hợp lý. Ngược lại, nếu bạn có những hiểu biết đúng đắn về cách sử dụng tiền, bạn sẽ tự động thực hiện những quyết định hợp lý mà không cần phải dừng lại để đắn đo cân nhắc. Đối với vấn đề làm giàu, việc có những tri thức đúng đắn để quyết định đúng đắn là một điều kiện để giúp ta dễ dàng đạt đến thành công. Vậy phải làm thế nào để có được những tri thức này? Trước tiên phải thay đổi nhận thức sai và chuẩn bị sẵn sàng để học hỏi những tư tưởng đúng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu. Như đã nói ở phần 1, mọi sự thay đổi trong tư tưởng phải bắt đầu từ nhận thức. Vậy bạn phải nhận thức những gì và nhận thức ra sao? Tinh thần chung của cuốn sách này là học hỏi tư tưởng của người giàu. Vậy trước tiên, hãy học cách nhận thức hay nói cách khác là cách suy nghĩ của người giàu. Đó là những điều hoàn toàn bổ ích cho những ai muốn thay đổi cuộc đời. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 17 cách suy nghĩ của người giàu để các bạn tham khảo và học tập. Tuy nhiên, trước tiên là những nguyên tắc mà bạn cần nắm vững khi nghiên cứu những điều bổ ích này. Thứ nhất, tôi không hề có ý hạ thấp hay chê bai người nghèo. Tôi chỉ muốn chỉ ra những nhược điểm của người nghèo trên tinh thần xây dựng. Tôi luôn đề cao người giàu nhưng lúc nào cũng thông cảm với người nghèo. Tôi cũng không cho rằng người giàu tốt hơn người nghèo, mà đơn giản người giàu chỉ giàu hơn người nghèo mà thôi. Thứ hai, tôi chỉ phân biệt người giàu, người nghèo và tầng lớp trung lưu dựa trên sự khác nhau trong tư tưởng làm giàu của họ. Tức là họ có bộ óc làm giàu hay không, tôi không đặt nặng vấn đề họ có bao nhiêu tiền hoặc địa vị xã hội của họ như thế nào. Thứ ba, những gì tôi trình bày về giàu nghèo mang tính khái quát điển hình, có nghĩa là chỉ dựa vào đặc điểm chung nhất về người giàu và người nghèo. Có thể trong cuộc sống có những trường hợp không hoàn toàn giống như tôi mô tả. Thứ tư, tôi sẽ hạn chế đề cập đến từng lớp trung lưu, bởi vì tư tưởng làm giàu của họ là hình thức trung gian giữa giàu và nghèo. Mục đích của tôi là muốn để các bạn thấy rõ mình đang ở đâu so với người giàu để đạt ra mục tiêu theo kịp họ. Thứ năm, tôi sẽ chú trọng đề cập đến các mối quan hệ giữa thói quen và hành động hơn là giữa nhận thức và hành động. Tuy nhiên, điều bạn cần nhớ kỹ là công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động mới là công thức đầy đủ nhất về mối quan hệ nhân quả trong lĩnh vực làm giàu. Cuối cùng, tôi yêu cầu các bạn phải dứt khoát bỏ đi những suy nghĩ mà từ trước đến nay bạn cho là đúng trong lĩnh vực tiền bạc. Những điều đó chắc chắn đã sai bởi vì nếu đúng thì bạn đã không cần đọc cuốn sách này. Phải từ bỏ những suy nghĩ cũ và học hỏi cách suy nghĩ mới điều bạn sắp đọc sau đây tuy đơn giản dễ hiểu nhưng rất sâu sắc và bổ ích chính chúng đã thay đổi cuộc sống vật chất của hàng trăm hàng nghìn người theo học với tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ thành công như họ bạn sẽ thường xuyên được đề nghị sử dụng phương pháp tuyên bố để nhanh chóng nhập tâm những điều vừa học ngoài ra chúng tôi sẽ đưa ra từng bài luyện tập thật cụ thể để bạn thực hành nhằm áp dụng những điều đã học và thực tiễn riêng của bạn con người thường sống theo thói quen thói quen cũng được phân thành hai loại thói quen hành động và thói quen không hành động để thay đổi từ thói quen không hành động sang thói quen hành động chỉ còn cách là bạn phải hành động những gì bạn đọc trong cuốn sách này chỉ là lý thuyết, giữa lý thuyết và thực tế luôn có một độ chênh lệch nhất định. Có nghĩa là bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn. Nhưng xin đừng quá lo lắng, cứ thực hiện tất cả những bước tôi yêu cầu rồi kết quả sẽ đến với bạn. Cách suy nghĩ thứ nhất, người giàu quan niệm cuộc sống của mỗi người là do chính người ấy quyết định trong khi người nghèo lại nghĩ cuộc sống tự nó sẽ đến nếu bạn có ý định làm giàu điều đầu tiên bạn cần làm là phải có niềm tin bạn phải tin tưởng rằng mình sẽ kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống trong đó quan trọng nhất là vấn đề tài chính nếu không có lòng tin bạn sẽ dễ dàng mất đi khả năng điều khiển được mọi sự diễn biến trong cuộc sống theo ý muốn của mình như thế bạn sẽ không thể nào thành công được bạn có để ý rằng người nghèo thường tìm kiếm vận may bằng cách mua vé số hay không họ luôn tin rằng một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười với họ thông qua bảng kết quả sổ số, số họ giao cuộc đời của mình cho số phận và kiên nhẫn chờ đợi đúng là ai cũng muốn được trúng số người giàu cũng thế họ cũng mua vé số cũng mong trúng một vài lần cho vui tuy nhiên người giàu không bao giờ liều lĩnh bỏ cả gia tài để mua vé số và việc mua vé số cũng không bao giờ nằm trong kế hoạch làm giàu của họ cuộc đời của bạn là do chính bạn tạo ra địa vị của bạn cao hay thấp là do nơi bạn bạn sống giàu sang hay nghèo túng là do suy nghĩ của bạn người nghèo thường có quan niệm không đúng họ hay xem mình là nạn nhân họ không chịu nhìn nhận trách nhiệm của họ đối với hoàn cảnh nghèo khó mà họ đang sống họ thường nghĩ họ thật tội nghiệp vì hoàn cảnh vì xa cơ lỡ vận và rồi họ càng lún sâu vào hoàn cảnh ấy. Đối với tôi trong vấn đề giàu nghèo không có ai là nạn nhân của ai cả, mà chỉ có những người tự đóng vai trò là nạn nhân của chính mình. Vậy làm sao để nhận ra điều đó? Thông thường có ba dấu hiệu chính, đó là trách móc, biện hộ và than vãn. Trước khi cùng tìm hiểu cụ thể từng dấu hiệu, chúng ta sẽ xác định với nhau rằng những điều sắp đề cập không hề ám chỉ người đọc. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng liên hệ những trường hợp nạn nhân trong sách này với những người ngoài đời mà bạn biết, có như thế bạn mới dễ nhận thức được vấn đề. Dấu hiệu 1: trách móc Mục tiêu của việc tìm dấu hiệu này là giúp bạn dễ dàng nhận ra những người thuộc loại này. Có thể nói họ là những chuyên gia trách móc. Theo lời của họ thì mọi việc dường như có ác ý với họ. Họ cho rằng tất cả mọi thất bại là do số phận đen đủi, do những nguyên nhân khách quan bên ngoài. Khi được hỏi tại sao họ không giàu có như những người khác, những nạn nhân này thường hay than trách họ đổ lỗi cho nền kinh tế bất ổn định. Họ quy trách nhiệm cho sự yếu kém trong quản lý kinh tế của nhà nước. Họ đổ lỗi cho việc kinh doanh thua lỗ nhưng câu không đạt chất lượng. Họ phê phán công tác hải quan tắc trách, hàng hóa vận chuyển chậm trễ, họ trách móc người thân, trách móc số phận nói chung là họ tranh móc tất cả trừ họ dấu hiệu 2. biện hộ nếu nạn nhân không tranh móc họ sẽ chọn cách biện hộ với câu nói tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng họ biện hộ cho hoàn cảnh của mình trong những buổi diễn thuyết tôi thường hay gặp những người như thế họ nói thẳng với tôi ông hát ạ đối với tôi tiền bạc có hay không không là vấn đề khi ấy tôi nhìn thẳng vào mắt họ và hỏi ngay các bạn đang bị phá sản phải không họ thường cù mắt xuống và nhỏ nhẹ thật ra hiện nay tôi cũng đang có một số rắc rối về tài chính nhưng Tôi cắt ngang. Không, không phải là hiện nay, mà là luôn luôn, có thể nói các bạn luôn túng tiền đúng không? Họ im lặng gần đầu thừa nhận và tiếp tục ngồi nghe tôi diễn thuyết. Về tình cảnh của họ có bi đát như thế không? Đúng 100% các bạn ạ. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn cho rằng mình không cần xe, vậy bạn có được xe hay không? Chắc chắn là không. Những người này nói là họ không cần tiền. Vậy nghĩa là họ đang không có tiền. Con người thường hay tìm cách biện hộ cho hoàn cảnh của mình bằng cách tự dối lòng mình bạn có thể chơi trò này với một người bạn nào đó khi họ nói tiền bạc đối với tôi không là gì cả bạn hãy nhìn thẳng vào họ và hỏi bạn đang rất túng tiền phải không chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tư tưởng của họ đã bị bắt mạch chính xác đến thế nhưng ai nói rằng tiền bạc với họ không có giá trị thì chắc chắn họ là những người đang túng tiền người giàu hiểu rõ giá trị của tiền bạc và vị trí chức năng của nó trong xã hội ngược lại người nghèo thì biện hộ cho hoàn cảnh của họ bằng cách so sánh giữa tiền bạc với tình cảm họ cho rằng vật chất không quan trọng bằng tinh thần tiền bạc không thể so sánh với tình nghĩa đây là sự so sánh sai lầm bởi vì vật chất và tinh thần đều có những chức năng riêng của nó chúng đều cần thiết trong cuộc sống con người và không thể đem ra so sánh với nhau được có thể nói so sánh vật chất với tinh thần chẳng khác nào so sánh cái chân với cái tay cái nào quan trọng hơn cho hoạt động của cơ thể xin hãy nhớ kỹ tiền bạc cực kỳ quan trọng trong cuộc sống vật chất và chẳng là gì trong đời sống tinh thần tình cảm cũng thế nhờ nó mà con người có thêm ý chí vượt qua khó khăn tuy nhiên không thể dùng tình cảm để mua thức ăn để xây nhà để nuôi con cái ăn học như vậy bạn đừng lẫn lộn vật chất với tinh thần, đừng bao giờ so sánh tiền bạc với tình cảm. Nếu bạn vẫn chưa thuyết phục lắm, hãy tưởng tượng bạn đi vào siêu thị, bạn chọn một số món hàng rồi đề nghị được thanh toán bằng tình cảm. Điều gì sẽ xảy ra? Hoặc giả sử bạn vào ngân hàng xin mở một tài khoản 10 triệu đơn vị tình cảm. Người ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn là bạn sẽ được bảo vệ mời ra ngoài, hoặc tệ hơn nữa là bạn sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi xin khẳng định một điều rằng người giàu không bao giờ xem nhẹ giá trị của tiền bạc. Nếu bạn không nghĩ được như vậy, chắc chắn bạn đang là người nghèo và bạn sẽ còn nghèo cho đến khi bạn thay đổi quan niệm đó dấu hiệu thứ ba than vãn than vãn là hành động ngu ngốc nhất của con người nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà còn làm hại sự nghiệp của chúng ta nữa từ lâu người ta đã thừa nhận một quy luật đó là cái gì vận động thì cái đó phát triển khi bạn tập trung than phiền về điều gì đó bạn chỉ thấy được cái mặt tiêu cực của nó đến một lúc nào đó bạn nhìn đâu cũng thấy bi quan xám ngắt mặc dù thực tế không hẳn là như thế bạn sẽ luôn luôn chán nản luôn luôn mệt mỏi sức khỏe của bạn sẽ bị hao mòn kết quả là bạn sẽ chẳng còn sức lực và ý chí để làm việc gì nữa cả bạn có để ý những người hay than vãn xung quanh bạn không? Cuộc sống của họ luôn luôn gặp khó khăn và trở ngại. Mọi việc dường như diễn ra không đúng như dự định của họ. Vì sao vậy? Trước tiên, chúng ta hãy xét một khái niệm mới, đó là định luật hấp dẫn. Nhiều học giả nghiên cứu về lĩnh vực phát triển con người đã nói định luật hấp dẫn như sau. Khi bạn quan tâm đến cái gì, thì cái đó sẽ ảnh hưởng đến bạn. Có nghĩa là khi bạn thường xuyên than phiền về những thứ không như ý trong đời, thì chúng sẽ luôn quanh quẩn, gắn bó với bạn, làm cho cuộc đời bạn càng thêm đen đủi. Bạn vẫn chưa tin à? Vậy hãy tìm hiểu đời sống tinh thần của những người hay than vãn mà bạn biết thử xem. Có phải là quá khổ sở hay không? Dường như tất cả mọi thứ tồi tệ nhất trên đời này luôn sẵn sàng xảy đến với họ. Họ thường biện hộ vì sao tôi than phiền à? Vì tôi khổ quá mà. Khi nghe nói như vậy, bạn hãy nói với họ rằng Không phải, không phải như vậy đâu. Phải nói ngược lại mới đúng. Vì anh hay than thở cho nên đời anh mới khổ. Để thay đổi thói quen than vãn, bạn hãy thực hiện các bước sau. Trong vòng một tuần, hãy cố gắng không than vãn về bất cứ điều gì, ngay cả trong ý nghĩ tôi xin đảm bảo là bạn sẽ từ bỏ được thói quen đó sau một tuần vì sao ư như đã nói ở phần trên thói quen có hai dạng thói quen hành động và thói quen không hành động hãy bỏ thói quen than vãn và cách tập thói quen không than vãn đây là bài tập hiệu quả từng giúp hàng chục nghìn người từ bỏ được thói quen xấu này để thay đổi cuộc đời xin đảm bảo là bạn cũng sẽ thay đổi được giống như họ nếu bạn thực hiện đúng như tôi chỉ dẫn đã đến lúc bạn lấy đại bản lĩnh sự tự tin và học hỏi những điều mới lạ nhằm tạo ra kỳ tích cho bản thân hãy xác định bạn đang làm giàu từ khi còn chưa giàu hãy thức tỉnh trách móc biện hộ than phiền có thể được xem như những liều thuốc an thần liều thuốc này có tác dụng xoa dịu nỗi đau thất bại và chỉ dành cho những người thất bại một người chưa từng thất bại thì không việc gì anh ta phải than vãn trách móc hay biện hộ cho những gì mình làm cả ngay từ bây giờ mỗi khi trong tư tưởng bạn xuất hiện ý nghĩ than vãn trách móc hay biện hộ hãy dừng lại ngay lập tức hãy tự nhắc nhở rằng bạn đang tạo ra cuộc sống cho chính mình do đó phải biết khôn ngoan không thể để cho những tư tưởng tiêu cực đó hại đến cuộc sống của bạn đến đây tôi mời các bạn suy nghĩ câu nói người giàu không bao giờ là nạn nhân mà họ tự hào là kết quả của chính họ có nghĩa là người giàu không bao giờ tìm kiếm sự thương hại của người khác và họ luôn chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của chính mình nhiều người có suy nghĩ sai lầm họ sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút sự quan tâm của người khác có thể nói họ đã lẫn lộn giữa việc được quan tâm và được yêu quý bạn phải hiểu rõ vấn đề này nếu bạn cố ý làm cho người khác quan tâm đến mình tức là bạn đã cầu xin lòng thương hại của họ vậy bản lĩnh con người của bạn ở đâu bạn có lòng tự trọng hay không đó là chưa nói đến tình cảm không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì kể cả sự quan tâm thương hại phải phân biệt sự quan tâm và tình cảm vì sao bởi vì khi phân biệt như thế bạn sẽ trở nên thành công hơn hạnh phúc hơn và quan trọng là có được tình cảm thật sự khi lẫn lộn giữa tình cảm và sự quan tâm người ta không thể đến với nhau bằng tình cảm thật sự được họ chỉ quý người kia vì người kia quan tâm đến họ nói cách khác là họ chỉ quý sự quan tâm của người khác dành cho họ chỉ bằng cách phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và sự quan tâm bạn mới hoàn toàn tự do yêu chính bản chất con người mà bạn yêu quý người giàu không bao giờ là nạn nhân do đó khi bạn trở thành nạn nhân bạn sẽ không bao giờ giàu được vậy hãy nhớ cuộc đời của bạn là do tự bạn tạo ra hãy cùng tôi tuyên bố tôi tạo ra cuộc đời tôi tôi đã có tư tưởng triệu phú hãy thay đổi bằng bài luyện tập cụ thể sau hãy cấm sự xuất hiện của những suy nghĩ tiêu cực yếu đuối kia xem đó là một con người xa lạ mà bạn có nhiệm vụ phải đấu tranh từ bỏ con người ấy tự phỏng vấn trước khi đi ngủ hãy viết ra giấy hai việc mà bạn đã thực hiện trong ngày một việc thành công và một việc thất bại sau đó hãy tự trả lời các câu hỏi làm sao mình lại thành công và làm sao mình lại thất bại như thế và vai trò của mình ở đâu trong những thành công và thất bại này. Bài tập này sẽ giúp bạn luôn có ý thức trách nhiệm đối với những hành động cũng như hoàn cảnh hiện tại của bạn. Cách suy nghĩ thứ hai, người giàu cố gắng để thành công, người nghèo cố gắng để không thất bại. Người nghèo luôn có tư tưởng thụ động, khi có tiền họ chỉ biết cố gắng làm sao cho không mất số tiền đó họ không biết và cũng không dám chủ động tìm cách làm cho số tiền đó ngày càng sinh sôi nảy nở mục đích của người nghèo là như thế họ chỉ muốn một cuộc sống an phận ít biến động họ không có can đảm phiêu lưu để thử sức mình trong các lĩnh vực mới mục đích của người giàu là càng giàu thêm trong khi đó người nghèo chỉ cần kiếm đủ sống đã là hạnh phúc rồi mục tiêu của người nghèo là an nhàn tuy nhiên giữa sự an nhàn và giàu có là cả một khoảng cách sở dĩ tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa người giàu dưới trung lưu và người nghèo là vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của họ Trước đây tôi cũng có lúc lâm vào cảnh khánh kiệt, tung quẫn đến nỗi phải đi làm bằng xe mượn và ở nhà thuê. Sau đó tôi tiến dần lên tầng lớp an nhàn, tức là trung lưu, mà đúng là an nhàn thật, bởi vì tôi có thể đường hoàng bước vào một nhà hàng tương đối sang trọng như những người giàu. Tuy nhiên, khi đó tôi chỉ dám gọi món sau khi tham khảo kỹ bảng giá trên thực đơn, nếu không là như vậy, đến lúc tính tiền thì tôi sẽ không được an nhàn nữa. Thời gian sau này, khi đã trở nên giàu có, tôi được phép làm nhiều thứ, tuy nhiên có một việc mà tôi không cần phải làm nữa, đó là xem bảng giá trên thực đơn trước khi gọi món như trước kia. Tôi sẽ ăn gì tùy thích và mặc kệ giá cả là bao nhiêu. Đó là một trong những sự khác biệt mà tôi đang đề cập. Mục đích là kim chỉ nam là ngọn hải đăng trong đêm tối cho chúng ta hướng tới. Mục đích ở mức nào thì kết quả sẽ ở mức đấy. Nếu mục đích của bạn là đủ sống thì bạn chỉ cố gắng để đủ sống. Ngược lại, nếu mục đích của bạn là triệu phú, là tỷ phú thì bạn sẽ phấn đấu để đạt được mức như thế. Dù để thành công, bạn còn cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Một trong những nguyên tắc làm giàu của tôi là nếu hướng đến các vì sao thì ít ra chúng ta cũng đạt được đến các tầng mây. Trong vấn đề làm giàu, hãy xác định một mục tiêu thật vĩ đại nhưng cũng thật rõ ràng. Hãy đặt ra yêu cầu cao cho chính mình bởi vì đó là nhân tố dẫn đường cho hành động của bạn. Hãy tuyên bố mục đích của tôi là trở thành tỷ phú và hơn thế nữa. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập để xác định mục tiêu làm giàu. Viết ra giấy hai mục tiêu làm giàu cần phải đạt tới. Đó là có thu nhập cao và ổn định, có tài sản ở nhiều lĩnh vực. Đừng bao giờ có tư tưởng an phận và nhàn rỗi. suy nghĩ thứ ba, người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo thì đứng ngoài và mơ mộng được giàu. Hầu hết những ai được hỏi có muốn làm giàu không đều trả lời là có. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng thực sự muốn làm giàu. Sự thật là có rất nhiều người có thành kiến tiêu cực đối với người giàu. Tôi thường hay đặt ra cho học viên của mình câu hỏi, lý do nào để bạn không cần làm giàu? Và nhận được nhiều câu trả lời có dạng như sau. Kiếm được tiền rồi có thể sẽ mất hết tiền, đó là thất bại. Không kiếm được tiền thì không sợ thất bại vì mất tiền. Khi tôi giàu có thì người ta thích tôi hay là thích tiền của tôi? có nhiều tiền nhưng có được hưởng trọ đâu thu nhập càng nhiều thì thuế càng cao muốn làm giàu thì phải chịu cực khổ gian nan tiền bạc đánh đổi bằng sức khỏe thì giàu làm gì trộm cước thường nhắm vào những người có của và rất nhiều câu trả lời giống như thế như đã nói ở những phần trên mỗi người đều có tư tưởng làm giàu của riêng mình trong tư tưởng này tồn tại một yếu tố gọi là niềm tin về ý nghĩa tích cực của việc làm giàu tức là bạn có tin rằng việc làm giàu là tích cực hay không tuy nhiên trong tư tưởng đó đôi khi vẫn còn tồn tại niềm tin theo hướng ngược lại hai mặt đối lập này luôn đấu tranh với nhau và dường như có hai con người chúng ta đang tranh luận. Người thứ nhất nói, giàu có thì sẽ được sung sướng. Người kia cãi lại, giàu có thì phải làm việc cần lực, vậy sung sướng ở đâu? Người thứ nhất nói, có tiền thì sẽ có những chuyến du lịch thú vị vòng quanh thế giới. Người kia thì mỉa mai. Vâng, nhưng rồi hành khách sẽ bám theo người giàu để xin tiền. Vậy thú vị cái nỗi gì? Cứ như thế, những dòng tư tưởng đấu tranh với nhau làm cho chúng ta không còn phân biệt được đâu là giá trị thật sự của việc làm giàu nữa. Nhưng ai có lập trường tư tưởng không rõ ràng như nói trên, rất khó để mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong vũ trụ có một dạng năng lượng siêu nhiên, thông qua niềm tin của mỗi người, mà năng lượng đó sẽ mang đến cho họ những thứ mà họ muốn theo định luật hấp dẫn như đã nói ở phần trước. Khi ta cần, ta muốn điều gì thì năng lượng này sẽ ghi nhận và tìm cách giúp ta thành công. Có thể hình dung dạng năng lượng này như một nhà cung cấp hàng hóa, nếu bạn muốn giàu, năng lượng này sẽ thúc đẩy bạn làm giàu. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng người giàu có là xấu xa, là tham lam thì năng lượng này sẽ hướng mọi hành động của bạn theo hướng không thể làm giàu. Như vậy, điều mà nhà cung cấp này cần là một đơn đặt hàng cụ thể, rõ ràng từ bạn. Nếu bạn đang vật lộn giữa giàu và nghèo, nên và không nên, có nghĩa là đơn đặt hàng không rõ ràng thì nhà cung cấp ấy sẽ không thể giúp bạn được. Kết quả là bạn cũng không thể giàu và cũng không thể thành công. Con người thường không thành công là vì họ không biết họ đang muốn gì. Người giàu thì luôn biết rõ thứ mà họ đang muốn, đó là sự giàu có. Họ muốn làm giàu, họ đặt ra mục tiêu làm giàu và luôn kiên định với mục tiêu đó. Nói chung, người giàu không bao giờ đặt ra những đơn đặt hàng khó hiểu, họ chỉ có một lời nhắn nhủ duy nhất, đó là tôi muốn làm giàu. Nếu đọc đến đây mà trong bạn có một luồng tư tưởng chợt lóe sáng Muốn giàu thì phải làm tất cả, phải bất chấp tất cả, kể cả luật pháp, đạo lý nhân bản. Nếu đúng như thế thì bạn không biết cách đọc sách. Có nghĩa là bạn phải tự rút ra kết luận. Ngoài ra bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra lối suy nghĩ ghét giàu, hoặc lỡ độ ý nghĩ của sự giàu có. Những ý nghĩ đó thật là tai hại, chúng sẽ ngăn cản chúng ta có được cuộc sống vật chất sung túc. Người nghèo luôn viện ra vô số lý do không dám làm giàu, có thể nói họ chưa bao giờ thực sự muốn làm giàu cả. Tuy nhiên, chẳng ai muốn thừa nhận sự thật đó. Khi bị quy cho là không có ước mơ, không có ước muốn làm giàu, họ bác bỏ thẳng thừng. Vớ vẩn, ai mà lại muốn sống nghèo khổ cơ chứ? Đó là câu trả lời trong ý thức. Trong vô thức của họ thì vẫn luôn hiện diện câu không nên làm giàu. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, hãy tham gia các khóa học tư tưởng triệu phú. Khi đó, bạn sẽ biết cách xác định được tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay là gì và đang ở mức nào. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ về sự mâu thuẫn này. Sự thật là ý chí làm giàu của mỗi người luôn được thể hiện ở ba mức độ đó là ước muốn làm giàu quyết định làm giàu và quyết tâm làm giàu trước hết là ở mức độ ước muốn làm giàu có nghĩa là bạn muốn tự dưng có một tài sản khổng lồ mà không cần phải bỏ công sức theo tôi nếu chỉ ước muốn như thế thì chẳng được ích lợi gì cả bởi vì giữa ước muốn và thực tế luôn luôn có khoảng cách mức độ thứ hai là quyết định làm giàu có nghĩa là đã lựa chọn đi theo con đường làm giàu tuy nhiên đây vẫn chưa phải là mức độ cao nhất mức độ cao nhất của ý chí làm giàu là quyết tâm làm giàu có nghĩa là bạn gắn bó bản thân mình vào con đường làm giàu có thể định nghĩa cụm từ cam kết làm giàu như sau cam kết là nguyện cống hiến hết mình một cách không tính toán. Ở mức độ này bạn phải có ý chí và chỉ tiến chứ không lùi. Bạn phải hy sinh tất cả và nỗ lực hết mình để làm giàu, phải làm tất cả nhằm mục đích làm giàu. Đây là mức độ thể hiện cao nhất, chia để nhất của ý nguyện làm giàu. Làm giàu không cần phải biết e dè, không cần thương hại, làm giàu không cần phải biết phải trái, không biết lưỡng lự, không sợ thất bại. Người ta có thể mô phỏng mức độ của ý chí làm giàu này qua câu nói: Hoặc là giàu hoặc là chết. Tôi quyết tâm làm giàu, hãy tuyên bố câu này, tôi quyết tâm làm giàu bạn sẽ cảm thấy sức mạnh nội tâm tăng lên gấp bội, ý chí dâng trào và đó óc bừng sáng. Nhiều người không thực sự quyết tâm làm giàu. Nếu được hỏi, bạn có dám chắc 10 năm nữa bạn sẽ giàu hay không? Họ sẽ trả lời là không, tôi không dám. Thế đấy các bạn ạ. Không quyết tâm làm giàu và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu. Nhiều người sẽ hỏi ngược lại, tôi tự lực làm việc, tôi cố gắng hết mình. Vậy không phải là tôi đang quyết tâm hay sao? Nhưng cố gắng hết mình vẫn chưa đủ, mà phải quyết tâm hết mình mới đúng nghĩa của ý chí làm giàu phải cố gắng hết mình, quên cả việc mình sẽ được gì, như thế mới thành công. Nói như thế không có nghĩa là chỉ cần quyết tâm hết mình là có thể giàu. Để làm giàu bạn cần có sự tập trung, lòng can đảm, có kiến thức, có kỹ năng kỹ xảo. Bạn cũng cần phải nỗ lực 100% và phải có ý chí không sợ thất bại. Dĩ nhiên là bạn cần phải có tư tưởng của người giàu và luôn phải tin tưởng ở chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng mình có khả năng làm giàu và đáng được hưởng giàu sang phú quý. Bạn có sẵn sàng làm việc 16 giờ một ngày không? Bạn có chịu làm việc một tháng 30 ngày không có ngày nghỉ hay không? bạn có thể quên đi nhu cầu gặp gỡ gia đình, bạn bè, người yêu và từ bỏ tất cả những thú tiêu khiển online của bạn hay không? Mà có dám mạo hiểm tập trung tất cả tiền bạc, thời gian và sức lực cho một thương vụ và kết quả không ai dám chắc chắn hay không? Có thể bạn dám, có thể bạn không dám, nhưng người giàu thì sẵn sàng đấy các bạn ạ. Người giàu luôn sẵn sàng làm mọi việc dù gian khổ nhất để làm giàu. Tuy nhiên, họ không bao giờ cam chịu gian khổ như thế cả đời. Họ chịu cực khổ như vậy, nhưng luôn ý thức rằng đấy chỉ là công việc tạm thời, hiện tại khó khăn để luôn chuẩn bị cho một tương lai mở rộng. Đó là tư tưởng của người giàu có thể trong hoàn cảnh của bạn cũng không cần phải đánh đổi tất cả để thành công như thế. Tuy nhiên, người giàu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để làm tất cả. Lý do là họ tin vào chính mình. Murray, một trong những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest đã viết: "Một khi ta đã quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi, dường như có một nguồn năng lượng vũ trụ luôn theo sát để ủng hộ ta, thông qua niềm tin của ta, nguồn năng lượng ấy giúp ta càng thêm quyết đoán. Nếu như chưa quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi, ta sẽ còn một chút gì đó để lưỡng lự, một chút gì đó để sợ hãi. Như thế ta sẽ không bao giờ thành công được. Để làm được những việc phi thường, chỉ có một cách duy nhất đó là quyết tâm dấn thân. Khi đó ta mới có thể bỏ được những tính toán, những lo âu, những sợ hãi để thật sự bước vào thực hiện những ước mơ, những ý tưởng vĩ đại của mình. Kỳ lạ thay, khi ấy mọi việc dường như trở nên thuận lợi hơn, dường như ta trở nên quyết đoán hơn vì trong ta dâng trào một niềm tin mãnh liệt. Những thứ ấy sẽ trở thành động lực và là phương tiện đưa ta đến thành công. Nó cách khác khi bạn quyết tâm làm giàu, dường như có một nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ đang sẵn sàng giúp bạn. Năng lượng này sẽ ủng hộ bạn, dẫn đường cho bạn, thậm chí có thể tạo ra những điều thần kỳ xảy ra cho cuộc đời của bạn. Kỳ diệu là thế, tuy nhiên trước tiên bạn phải quyết tâm dân thân. Hãy tuyên bố tôi quyết tâm làm giàu. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập các bước để xây dựng quyết tâm làm giàu. Bước 1. Viết một đoạn văn ngắn, nêu chi tiết các lý do tại sao việc làm giàu đối với bạn là quan trọng như thế. Bước 2. Tâm sự với một người bạn mà bạn tin tưởng về quyết tâm làm giàu của bạn. Đặt tay lên ngực mình và nhìn thẳng vào mắt người ấy, rồi trang trọng tuyên bố. Tôi tên là XYZ, từ nay xin quyết tâm trở thành tỷ phú trong vòng vài năm nữa. Sau đó hãy đề nghị người ấy nghiêm túc nói với bạn, tôi tin anh. Và bạn sẽ trả lời xin cảm ơn. Bước 3, sau đó hãy tự kiểm nghiệm lại mình. Nếu bạn có cảm giác hoàn toàn thư thái, có nghĩa là bạn đã bắt đầu có quyết tâm. Nhưng bạn cảm thấy hơi lo, vậy là bạn chưa sẵn sàng để làm mọi việc để đạt mục đích làm giàu. Cuối cùng, nếu trong đầu bạn chỉ có ý nghĩ, tôi không cần phải làm những hành động kỳ quặc này. Tôi có con đường của riêng tôi. Khi ấy, tôi xin được phép nhắc nhở bạn như thế này. Con đường của riêng bạn, như bạn vừa nói, đã dẫn bạn đến tình cảnh như hiện nay. Và tình cảnh hiện nay của bạn sung sướng hay khổ cực, Điều đó có lẽ bạn là người hiểu rõ hơn ai hết. Cách suy nghĩ thứ tư Người giàu có tầm nhìn chiến lược, người nghèo chỉ biết đến những thứ trước mắt. Tôi có một người bạn thân có cùng tư tưởng. Có thể nói anh ta thực sự là một tấm gương cho sự thành đạt. Trong vòng 3 năm, anh ấy đã nâng mức thu nhập của mình từ 250.000 đô lên đến 600 triệu đô một năm khi được hỏi về bí quyết thành công, anh ấy trả lời: tất cả đã thay đổi từ khi tôi học được cách nhìn xa trông rộng. Bí quyết thật đơn giản. Và đến đây, tôi xin giới thiệu với các bạn một quy luật làm giàu nữa, đó là quy luật thu nhập. Thu nhập của bạn luôn tương xứng với những giá trị mà bạn đã đầu tư trên thương trường. Xin nhấn mạnh từ giá trị. Có bốn yếu tố tạo nên giá trị của bạn trên thương trường, đó là cung cầu, chất lượng và số lượng. Trong bốn yếu tố này, quan trọng nhất là số lượng. Số lượng có nghĩa là bạn đã bỏ ra bao nhiêu giá trị để đầu tư. Nó cách khác trong kinh doanh và làm giàu. Giá trị của bạn thể hiện ở việc bạn có ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Ví dụ như trong lĩnh vực đào tạo của tôi, những đầu sự của tôi có người thích nhận những lớp có sĩ số từ 20 đến 30 học viên, có người lại quen phụ trách những lớp đông hàng trăm người. Cá biệt có những người chỉ thích dạy một số lượng học viên lớn đến hàng nghìn người. Có gì khác nhau giữa những người này? Có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng chưa hết là họ có thu nhập rất chênh lệch. Hoặc trong công việc kinh doanh từ một mạng lưới phát hành, một người có 1.000 người dưới quyền và một người có 10 người dưới quyền, thu nhập của họ khác biệt ra sao? Có lẽ bạn đã rõ. Trước đây, tôi sở hữu một hệ thống các cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao. Ngay từ lúc mới kinh doanh lĩnh vực này, tôi đã có kế hoạch mở rộng hàng trăm đại lý ở khắp nơi để có ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Cùng lúc ấy, đối thủ của tôi cũng bắt đầu vào cuộc. Cô ấy quan niệm chỉ cần duy nhất một cửa hàng thành công là đủ. Kết quả là cô ấy hiện nay vẫn đang thuộc tầng lớp trung lưu, trong khi đó tôi đã trở thành triệu phú từ lâu. Vậy còn bạn, bạn muốn có cuộc sống như thế nào? Bạn muốn thử sức ở đại dương rộng lớn hay là chỉ dám an phận với cái kinh rạch êm đềm? Bạn có muốn thêm nhiều cơ hội hay là chỉ cần đủ sống? Tất cả là do bạn chọn lựa. Nhiều người chỉ chọn những cuộc chơi nho nhỏ, ít thách thức. Vì sao vậy? Trước tiên là họ sợ. Họ sợ thất bại rồi chết vì cùng quẫn. Họ còn sợ thành công và rồi không giữ được cơ nghiệp. Thứ nữa là vì họ tự ti, không bao giờ nghĩ rằng họ có thể đủ sức thay đổi đời mình. Tuy nhiên, xin hãy nghe lời tôi, cuộc đời của bạn không phải là sở hữu của riêng bạn mà còn là sự cống hiến cho người khác. Đã sinh ra trong cõi đời này thì phải làm tròn bổn phận của một con người, phải đóng góp cho xã hội. Nhiều người có suy nghĩ ích kỷ, họ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ mà xã hội có nhiệm vụ phải vây quanh. Nhưng bạn ơi, nếu bạn muốn trở thành người giàu, muốn nâng giá trị của mình lên thì trước tiên bạn phải cống hiến giá trị đó cho người khác. Một trong những nhà triết học đương đại nổi tiếng là Fuller đã từng nói: "Mục đích sống của đời người là cống hiến cho thế hệ sau này và cả những thế hệ sau nữa." Mỗi chúng ta sinh ra đều có một tài năng tiềm ẩn và riêng biệt mà người khác không thể có được. Có thể bạn không phát hiện ra điều đó, nhưng thực sự nó tồn tại đấy. Tài năng đó sẽ mãi mãi ở dạng tiềm năng nếu như bạn không bao giờ tạo cơ hội cho nó thể hiện. Hãy tham gia vào một trò chơi lớn, hãy cống hiến tài năng đó cho xã hội nếu không thì bạn sẽ có lỗi với cuộc đời và còn có lỗi với cả chính mình nữa. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng người hạnh phúc nhất là người biết tận dụng hết tài năng của mình. Mà có biết người ta định nghĩa từ ông chủ ra sao hay không? Ông chủ là người giúp đỡ người khác để mang lại lợi nhuận cho mình. Vậy bạn muốn giúp đỡ bao nhiêu người? Nếu bạn nói là nhiều người thì bạn nên sẵn sàng mở rộng tầm suy nghĩ của mình để có thể giúp đỡ một số lượng khoảng vài nghìn người. Con số này có thể lên đến hàng triệu. Hãy giúp đỡ và tạo ra ảnh hưởng đến càng nhiều người càng tốt để đạt nhiều lợi nhuận nhất. Lợi nhuận về tình cảm, lợi nhuận về tinh thần và nhất là lợi nhuận về tiền bạc. Mỗi người sinh ra trong thời gian này đều có một nhiệm vụ thiêng liêng, đó là đã sinh thì phải sống, phải sống sao cho đúng nghĩa một con người, tức là phải cống hiến cho xã hội. Trong triết lý Phật giáo thì đó là hoàn thành cái nghiệp của riêng mình. Richard Bach đã viết, khi nào chúng ta mới hoàn thành bổn phận làm người của mình ư? Chỉ khi nào ta không còn thở nữa. Nếu ta còn sống thì phải có bổn phận sống cho đúng nghĩa một con người. Trong đời mình tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Họ sống quá ích kỷ, suy nghĩ quá thiển cận, chỉ biết có mình. Bổn phận làm người của một người chỉ có thể do chính người ấy thực hiện nếu bạn không thực hiện bổ phận của mình thì ai sẽ giúp bạn được đây? Nghĩa vụ cống hiến cho đời có thể được con người thể hiện bằng những cách khác nhau. Nếu bạn đang là một người kinh doanh bất động sản, bạn xây nhà rồi cho thuê, vậy nghĩa vụ cống hiến của bạn là gì? Bạn sẽ giúp ai đây? Trước tiên bạn sẽ giúp cho những gia đình nghèo khổ cần chỗ ở. Vậy có thể giúp bao nhiêu người? Bạn hãy sẵn lòng giúp 10 người thay vì chỉ một, 20 người thay vì chỉ 10, 100 thay vì 20. Đây chính là những gì mà tôi gọi là mở rộng tầm suy nghĩ. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, A Return to Love, nữ tác giả Marianne Williamson đã từng kết luận Tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Nếu chúng ta sống vị kỷ và nhỏ nhen, thì ai sẽ là người khai sáng thế giới này? Nếu bạn nhu nhược và mờ nhạt, thì mọi người xung quanh sẽ mờ nhạt theo. Không, mỗi người chúng ta khi xuất hiện trên cõi đời này đã được giao một sứ mệnh, phải bừng sáng. Chúng ta phải làm cố gắng làm rạng danh vị Chúa đang hiện hữu trong tâm hồn của mỗi người. Đây không phải là việc của riêng ai, riêng một nhóm người nào. Đây là sứ mệnh của toàn nhân loại. Khi chúng ta tiến bộ, những người khác sẽ tự động noi theo. Khi chúng ta đã tự giải thoát khỏi sự nhỏ nhen và ích kỷ của chính mình, những người khác cũng sẽ tự giải thoát được như thế. Cuộc sống này không cần những người suy nghĩ ích kỷ, hãy mở rộng lòng mình để hòa nhập và cống hiến cho đời thay vì tự cô lập mình. Hãy cho thay vì chỉ nhận, hãy chia sẻ thay vì chỉ dành dụ. Nói chung hãy sẵn sàng tham gia vào những trò chơi lớn. Kết quả lối suy nghĩ ích kỷ và thiển cận chính là nghèo túng và bất hạnh. Ngược lại, chính suy nghĩ thông thoáng sẽ đưa đến kết quả là thành đạt và hạnh phúc. Vậy bạn hãy tự lựa chọn cho mình một cách đi. Ở à, luyện tập cách suy nghĩ rộng. Bước 1, bạn có những tài năng riêng biệt nào? Làm sao và khi nào thì có thể sử dụng chúng? Hãy trả lời những câu hỏi đó trên giấy. Bước 2, trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn hiện nay, bạn đã có ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Hãy nghĩ ra cách giúp đỡ một số lượng nhiều gấp 10 lần như thế. Hãy vạch ra ít nhất 3 phương án để thực hiện ý định đó. Cách suy nghĩ thứ năm, người giàu chỉ thấy cơ hội, người nghèo chỉ thấy trở ngại, khó khăn, trong cùng một hoàn cảnh, người giàu và người nghèo có những cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Người giàu thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Trong khi đó, người nghèo nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Người giàu luôn thấy được những khả năng thành công, trong khi đó người nghèo chỉ thấy khả năng thất bại. Người giàu chỉ nghĩ đến thành công, trong khi đó người nghèo chỉ biết nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra. Sự thật là những suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ có lợi cho tinh thần của con người. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác, đó là việc lựa chọn con đường cho tương lai của mỗi người. Người nghèo thì chọn lối đi dựa trên sự lo sợ. Họ luôn nghĩ đến tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra, trong đầu họ dường như lúc nào cũng thường trực câu, điều gì sẽ xảy ra nếu ta không thành công? Tầng lớp trung ngư thì suy nghĩ có phần lạc quan hơn, họ nghĩ là chắc là ta sẽ thành công. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một tư tưởng, tưởng tích cực. Người giàu luôn có trách nhiệm đối với những gì mình làm, họ hành động dựa trên suy nghĩ. Tôi sẽ thành công vì tôi buộc sự việc phải diễn ra như thế. Người giàu không trông chờ vào thành công mà luôn làm mọi việc để thành công. Họ tin tưởng vào năng lực của mình, họ tin tưởng vào tính sáng tạo của mình và họ tin tưởng vào khả năng thành công của mình. Nói tóm lại, càng muốn thành công thì càng phải mạo hiểm. Mạo hiểm nhưng không hề phiêu lưu. Người giàu luôn thấy được cơ hội thành công nên họ sẵn sàng mạo hiểm. Họ luôn tin rằng nếu không may mắn và bị thất bại đến khánh tận tài sản thì họ vẫn đủ khả năng lấy lại tất cả những gì đã mất. Trong khi đó, người nghèo thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng nếu không thành công thì cuộc sống sẽ trở thành địa ngục. Họ cũng luôn nhìn thấy những khó khăn, trở ngại do đó ít dám mạo hiểm. Thật là đơn giản, không mạo hiểm thì không thể có được những thành công lớn. Xin hãy lưu ý, sẵn sàng mạo hiểm không có nghĩa là sẵn sàng thất bại. Người giàu luôn mạo hiểm của tính toán, tức là mạo hiểm nằm trong kế hoạch. Họ luôn nghiên, họ luôn luôn nghiên cứu, khảo sát và nắm rõ tình hình trước khi đưa ra một quyết định. Vậy họ có luôn tính toán đúng được không? Tất nhiên là không. Đôi khi họ chỉ vạch ra được một kế hoạch ngắn hạn, thực thi nó và sau đó dừng lại để xem xét liệu có nên tiếp tục hay không. Người nghèo hay ra những tuyên bố hùng hồn rằng họ đang nắm bắt rất nhiều cơ hội lớn và dường như họ chắc chắn là thành công. Tuy nhiên, những gì họ làm chỉ là lưỡng lự và trì hoãn. Họ sợ thất bại nên cứ cân nhắc có nên hành động hay không. Cứ như thế, họ cứ cân nhắc hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để rồi cơ hội trôi qua lúc nào không hay. Khi ấy, họ lại tìm cách biện hộ. Tôi đã cố gắng và suýt chút nữa là thành công rồi. Đúng như vậy, nhưng khi họ suýt thành công thì những người khác đã thành công trước họ và đang sắp có những thành công mới. Những gì tôi sắp nói ra đây có thể là rất mới lạ đối với bạn. Mới lạ là vì chúng liên quan đến việc đánh giá việc chúng ta có cố gắng, có ý chí làm giàu hay không. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc giàu có và thành công trên mọi lĩnh vực đôi khi phải nhờ đến may mắn. Ví dụ như trong bóng đá, vận may chính là việc đối thủ chơi dở, là việc những pha sút bóng cầu Âu của ta lại tình cờ thành bàn, hoặc trọng tài có phần ưu ái cho đội của ta. Đó là những thứ nằm ngoài khả năng và dự tính của ta, nhưng nó lại có phần tạo thành chiến thắng chung cuộc. Trong việc kinh doanh, một người dốc tất cả tiền bạc mà anh ta có để mua một mảnh đất tại một vị trí heo hút nào đó ở ngoại ô. 10 năm sau, chính phủ quy hoạch một con đường chạy ngang và anh ta bán mảnh đất đấy với giá mức gấp 100 lần trước kia thế là anh ta trở nên giàu có. Vậy anh ta thành công là nhờ khôn ngoan hay nhờ may mắn? Theo tôi là cả hai. Có phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn để thành công hay không? Điều ấy thì tôi không dám chắc. Tuy nhiên có một điều tôi biết rõ, đó là may mắn không bao giờ đến với bạn nếu bạn không có cố gắng. Để làm giàu, bạn không thể không làm gì mà đợi may mắn đến với bạn. Bạn phải làm một việc gì đó, mua bán một thứ gì đó, kinh doanh một dịch vụ nào đó. Trong quá trình hoạt động, vận may sẽ đến với bạn một cách tình cờ ngoài sức tưởng tượng. Một khác biệt nữa trong cách suy nghĩ của người giàu và người nghèo là người giàu nghĩ đến những thứ mà họ muốn trong khi đó thì người nghèo chỉ nghĩ đến những thứ họ không muốn người giàu thấy được tất cả những cơ hội cho nên họ sẵn sàng tiếp cận với những cơ hội đó điều duy nhất làm họ bận tâm là làm sao tận dụng được tất cả những cơ hội họ thấy được ngược lại người nghèo chỉ nghĩ đến những khó khăn những trở ngại mà họ có thể sẽ gặp phải do đó cơ hội càng ngày càng xa dần khi ấy khó khăn sẽ càng ngày càng vây quanh đến họ và họ chỉ còn đủ sức để giải quyết những khó khăn dồn dập này mà không còn biết gì khác nữa tập trung vào những thứ gì thì bạn sẽ gặp những thứ đó Chuyên tâm vào những cơ hội thì càng ngày càng có nhiều cơ hội đến với bạn. Ngược lại, quá để ý đến những khó khăn, thì bạn sẽ hay gặp khó khăn và trở ngại. Tôi không có ý khuyên các bạn không cần tính đến những rắc rối có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều cơ bản là phải luôn luôn hướng đến mục tiêu đã được xác định, hãy tập trung toàn bộ thời gian và sức lực vào việc thực hiện những ước mơ, những dự định của mình. Nếu xuất hiện những khó khăn, trở ngại bên lề, thì phải giải quyết ngay và nhanh chóng tập trung trở lại vào mục tiêu chính. Vậy trong vấn đề làm giàu, ta phải luôn luôn tập trung vào việc gì? Hãy chú tâm vào việc kiếm tiền, giữ tiền và sử dụng tiền nếu bạn muốn làm giàu. Ngược lại, nếu bạn muốn nghèo thì hãy cứ tìm mọi cách để tiêu xài tiền, sử dụng tiền không đúng mục đích. Nói như thuyết sinh học, cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển. Người giàu hiểu được rằng họ không cần thiết phải biết tất cả trước khi bắt tay vào hành động. Họ thắng đối thủ là vì họ biết tranh thủ cơ hội trong thời gian ngắn nhất. Có thể những thứ họ chưa biết sẽ mang đến cho họ những rắc rối. Tuy nhiên, họ biết bỏ qua những chướng ngại nhỏ để về đích trước nhất, những sai lầm có thể vừa làm vừa sửa. Không ai có thể biết chính xác tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình sẽ là ảo tưởng nếu như bạn nghĩ rằng mình có thể ứng phó với tất cả các tình huống sẽ xảy đến. Vũ trụ này không bao giờ tồn tại và vận động mãi theo một chiều cố định. Đời người cũng có lúc thăng lúc trầm. Chắc chắn là bạn sẽ gặp hết biến cố này đến biến cố khác mà hiện tại bạn không thể lường trước hết được. Hãy bước vào cuộc chơi với tất cả những gì bạn đang có. Đừng chờ đợi, đừng chờ đến khi biết tất cả rồi mới hành động. Tôi gọi phương pháp này là phương pháp hành lang. Nghĩa là nếu bạn muốn tìm hiểu một ngôi nhà, ít nhất bạn cũng phải bước vào hành lang của căn nhà ấy. Đừng lên đứng ở ngoài mà ngắm nghía mãi. Làm như thế thì biết đến đời nào ta mới hiểu rõ căn nhà ấy. Trước kia tôi dự định mở một nhà hàng ăn uống tự phục vụ 24 trên 24 ở Florida. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu thị trường, khảo sát trang thiết bị. Tôi cũng chú trọng nghiên cứu chất lượng, mùi vị các loại bánh kẹo, nước giải khát. Do quá siêng năng nghiên cứu như thế nên tôi nhanh chóng béo phì. Sau đó tôi tự hỏi liệu có cách tiếp cận nghiên cứu nào hiệu quả hơn hay không. Thế là tôi bắt đầu dẫn thân vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và cách tiếp cận thực tế theo phương pháp hành lang tôi xin vào làm công việc quét dọn vệ sinh trong một nhà hàng với mục đích nghiên cứu từ bên trong phải nói rằng để đưa ra quyết định như thế tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều tôi đã phải dẹp bỏ lòng tự ái để làm một công việc mà người đời thường cho là thấp kém tuy nhiên tôi đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh ở đó tôi để học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ việc nấu nướng pha chế cho đến việc nắm bắt tâm lý khách hàng tôi học được cách quản lý và đối xử với nhân viên cũng như cách thức làm việc của đối tác tôi còn biết được cách thiết lập những mối quan hệ tốt với người dân và chính quyền địa phương chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã chiếm được cảm tình của người quản lý ông ta nói rằng tôi là một người có năng lực và đề bạt tôi sang công việc ở cuối thu ngân. Tuy nhiên tôi đã từ chối. Vì sao ư? Tôi đã xác định ngay từ đầu là vào đây để nghiên cứu, học hỏi. Tôi không hề có ý muốn làm việc lâu dài. Đến lúc này, tôi nghĩ rằng mình đã nghiên cứu đủ và đây là lúc dừng lại để thực hiện kế hoạch của mình từ trước. Bạn thấy đấy, thâm nhập vào thực tế của một lĩnh vực kinh doanh sẽ giúp ta có điều kiện nghiên cứu lĩnh vực ấy từ bên trong. Ngoài ra, quá trình thâm nhập đó tùy vào khả năng giao tiếp xã hội, bạn sẽ tạo ra được những mối quan hệ mới với những con người cần thiết cho việc kinh doanh sau này. Cuối cùng, bạn sẽ có cơ hội nhận ra rằng mình còn thiếu những gì để thành công. May mắn nhất là bạn có thể sớm phát hiện ra thật ra lĩnh vực ấy hoàn toàn không thích hợp với mình để kịp thời rút lui ngay từ đầu. Vậy tôi đã được gì sau quá trình làm việc trong nhà hàng ấy? Trước hết tôi nhận ra rằng bản thân mình không thích hợp với không khí sôi động đầy áp lực ở nhà hàng. Đó là lý do tôi từ bỏ ý định kinh doanh lĩnh vực này. Thứ nữa, tôi quen được một người đầu bếp ở đó. Khi tôi nghỉ việc, ông ấy có điện thoại đến và gợi ý rằng có một loại giày thể thao mới sắp tung ra thị trường. Nắm bắt được thông tin quý giá ấy, tôi quyết định mở một cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao mà mặt hàng chủ lực chính là loại giày đó. Kết quả là như các bạn đã biết, tôi đã thành công. Phương pháp làm giàu của tôi là hành động thắng không hành động. Người giàu luôn tin tưởng rằng một khi đã dấn thân vào cuộc chơi, họ có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định khôn ngoan đúng lúc. Khi ấy, sai sót sẽ được điều chỉnh ngay trong quá trình hành động. Người nghèo thì không tự tin vào năng lực của mình. Họ nghĩ rằng trước hết phải biết tất cả trước khi làm một điều gì đó, như thế thì mới có thể thành công. Tuy nhiên, trong kinh doanh thì việc này là không thể. Thương trường là chiến trường, quá cầu toàn sẽ là chậm trễ và để cơ hội rơi vào tay người khác. Như thế thì bạn sẽ là người thành công hay thất bại. Người ta nghèo là do người ta chậm trễ. Tuy nhiên, đôi khi họ không chậm trễ hơn những người khác bởi vì họ có hành động đâu mà nhanh mới chậm. Họ không có can đảm hành động trước khi biết rõ mọi việc. Trong khi đó thì cuộc sống luôn biến động và không thể biết trước chính xác tất cả được các bạn ạ. Người giàu nhìn thấy cơ hội và nắm bắt ngay và trở nên giàu có. Ngược lại, người nghèo luôn ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nhưng không bao giờ hành động hoặc luôn luôn hành động chậm trễ hơn người khác. Khác nhau chính là ở điểm này. Bài luyện tập các bước tập trung vào việc làm giàu. Bước 1. Sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh, hãy bắt tay vào hành động ngay bằng tất cả những gì bạn đang có. Nếu có thể, hãy thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn ngay từ lúc này, ngay từ lúc bạn còn đang làm việc cho ai đó hoặc đang hợp tác với ai đó. Hãy nghiên cứu từ trong thực tế giống như tôi đã từng làm. Nếu như bạn đã nắm vững những kiến thức cần thiết, hãy hành động ngay, không nên lưỡng lự. Bước 2. Hãy tập thói quen nhìn sự vật hiện tượng vào con mắt lạc quan để sống lạc quan. Nếu người khác nói đó là một trở ngại, bạn hãy xem đó là một cơ hội để thử thách mình. Hãy nhìn những người bi quan bằng một con mắt thương hại vì đó không phải là cách sống khôn ngoan, mà thực tế đúng là như thế. Bước 3, hãy tập trung vào những gì bạn đang có, đừng để ý đến những thứ mà bạn không có. Hãy lập ra một danh sách 10 điều bạn cảm thấy tự hào nhất về mình. Hàng ngày hãy đọc to danh sách ấy vào mỗi buổi sáng, cứ thực hiện như thế trong vòng một tháng. Nếu bạn không đàn nặng vấn đề đối với những thứ mình không có, bạn sẽ không phải cần chúng mà vẫn sống bình thường và không phải khổ sở gì với chúng cả. suy nghĩ thứ sáu người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác còn người nghèo thì có ác cảm với những người giàu người nghèo thường hay có những tình cảm thù hằn ghen ghét đối với những người thành đạt họ rất giỏi trong việc xuyên tạc nói xấu với những ai giàu hơn họ bằng những câu nói như họ chỉ gặp may mà thôi hoặc nhà giàu thường thất đức nếu bạn chỉ nhìn thấy ở người giàu những điểm xấu xa thì bạn không bao giờ trở thành người giàu có được làm sao bạn có thể trở thành loại người mà bạn không thích người nghèo thường có những thái độ rất vô lý khi nói đến người giàu họ làm như thể hoàn cảnh hiện tại của họ là do chính người giàu tạo ra họ thường nói vì sao chúng tôi nghèo à? Đơn giản thôi, chúng tôi không có tiền, là vì tất cả tiền đã vào tay bọn nhà giàu rồi. Đây cũng chính là cái nói biện hộ và đổ lỗi của những nạn nhân tội nghiệp như đã nói ở trên. Thời còn nghèo, hàng ngày tôi đi làm bằng một chiếc xe rẻ tiền và cũ kỹ. Lúc ấy, khi đang lưu thông trên đường, nếu tôi muốn vượt lên trên, người ta sẵn sàng nhường đường. Thời gian sau này, khi tôi đã trở thành triệu phú, tôi sở hữu một chiếc xe sang trọng, đắt tiền. Khi ấy, mọi việc đã thay đổi. Đi đến đâu tôi cũng gặp phải những cái nhìn ghét ghét. Có một lần tôi lái xe vào một khu lao động ở đó có một đám thanh niên đang tụ tập trên bóng rổ. Thấy tôi đến họ giả vờ ném bóng vào xe tôi để cố ý làm chảy sơn. Rồi họ vây quanh và hét vào mặt tôi. Cút đi, đồ nhà giàu khốn kiếp. Khi ấy tôi nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Có thể bọn thanh niên ấy là người xấu hoặc còn trẻ nên chưa nhận thức chín chắn. Tuy nhiên hai tuần sau tôi lại gặp một tình huống tương tự. Tôi đậu xe ở đầu một con hẻm và đi công việc vài phút. Khi trở lại tôi thấy mũi xe đầy những vết chảy xước, trong khi chiếc xe bình dân khác cũng đậu gần đó chẳng hề hấn gì cả. Một lần khác khi đang đi vào một thị trấn nhỏ, tôi đã bị người dân ở đây ném đá vào kính xe. Tôi không hề có ý nói là những người nghèo xấu tính, tuy nhiên trong đồ họ luôn chứa đựng sẵn một định kiến tiêu cực về người giàu. Vì họ nghèo nên họ ghét giàu, hay là chính vì ghét giàu nên họ nghèo, đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả. Để trở thành giàu có, bạn phải bỏ đi những thành kiến không tốt về người giàu. Làm được điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Việc thay đổi một thói quen là rất khó, bởi vì nó tùy thuộc vào tính khí của bạn. Ai cũng có thể vô tình bị khu khích, kể cả tôi, một lần nọ khi đang xem một chương trình truyền hình phỏng vấn những người thành đạt nhân vật chính lần này là diễn viên hanbury cô ta đang nói về một bản hợp đồng trị giá 20 triệu đô với một hãng phim han nói rằng tiền bạc đối với cô không quá quan trọng và cô phấn đấu là để nêu gương cho giới phụ nữ nghe đây đây tôi cảm thấy bực mình và tự nhủ cô ấy làm như tất cả khán giả đều ngu ngốc hay sao ai lại không biết cô ấy bỏ tiền ra để thực hiện buổi phỏng vấn này nhằm đánh bóng tên tuổi của mình thế đây các bạn ạ ngay cả tôi một người đã thống nhuần tư tưởng triệu phú một người chuyên khuyên bảo người khác hãy bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực về người giàu Vậy mà trong một khoảnh khắc tôi đã có ý nghĩ tiêu cực với người khác bởi vì cô ấy có thu nhập quá cao. Rất may là ngay sau đó tôi đã kịp thời tỉnh táo và tự nhủ. Không, dừng lại ngay, không thể để những tư tưởng nhỏ nhẹ này làm hoay nối tâm trí của mình được. Rồi tôi gào lên, tốt đấy Harley, cô thật dũng cảm, tấm lòng của cô thật đáng trân trọng và cô xứng đáng với số tiền đấy. Sau đó thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái trở lại. Trong trường hợp trên, bất kể Hanbury có thật sự xem nhẹ đồng tiền hay không thì người sai chính là tôi. Chính những ý nghĩ tiêu cực của tôi không phải xuất phát từ sự thành đạt của Han mà là từ sự giàu có của tôi. Tôi ghen ghét bởi vì tôi không giàu bằng cô ấy. Trong lúc thái độ tiêu cực kỳ lạ ấy xâm nhập vào tâm trí tôi, có lẽ con người ngay thẳng trong tôi đã đi vắng. Tuy nhiên, do từ lâu tôi đã rèn luyện được ý chí khắc phục những tư tưởng xấu, nên tôi đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Những ý nghĩ tiêu cực ấy lập tức bị chấn át. Để làm giàu, bạn không cần phải giỏi toàn diện. Tuy nhiên, bạn phải có khả năng phân biệt được những ý nghĩ tích cực và tiêu cực. Bạn phải xác định được những ý nghĩ nào có lợi và có hại không chỉ cho bạn mà còn cho những người khác nữa. Sau khi nhận diện được chúng, hãy nhanh chóng loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực và tập trung trở lại mục tiêu chính là làm giàu. Trong cuốn sách Nhà triệu phú một phút, Mark Victor Hansen cùng với Robert Allen đã trích dẫn một câu chuyện về Russell Conwell trong cuốn sách Acres of Diamonds hơn 100 năm trước như sau. Khi nghe tôi nói con người đã sinh ra trên con đời này phải biết làm giàu, đó là bổn phận là trách nhiệm của con người. Lúc ấy có nhiều người hỏi ngược lại, thật vậy sao? Tất cả mọi người sao? kể cả cha một sứ giả của Chúa, cha chỉ biết giảng đạo, vậy cha đang làm giàu đó sao? Tôi điềm tĩnh trả lời, vâng, đúng thế, chính cha cũng đang làm giàu. Hầu ngạc nhiên hỏi tiếp, sao thế, cha không giảng về đạo của Chúa mà lại nói về đạo làm giàu? Tôi trả lời, đúng thế, bởi vì làm giàu một cách đường hoàng và trong sạch chính là cách thực hiện lời Chúa một cách đúng đắn nhất, người giàu luôn là những người trong sạch. thì ra thế, một thanh niên xen vào với vẻ rất ngạc nhiên như vừa tìm ra chân lý. Vậy mà từ trước đến nay con chỉ nghe nói rằng người giàu là người gian dối, vô liêm sỉ, bẩn tiện và đáng khinh. Tôi mới nói, con ơi, đó là quan niệm sai lầm, và đó cũng là lý do giải thích vì sao con vẫn còn nghèo. Hãy để cha giải thích như thế này. Trong 100 người giàu ở Mỹ thì đã có 98 người là trong sạch. Vì họ trong sạch nên họ có thể kinh doanh lớn. Vì họ trong sạch nên có nhiều người làm việc cho họ. Vì họ trong sạch nên họ mới giàu. Một thanh niên khác hỏi lại, Vậy tại sao đôi khi con nghe nói có những tay triệu phú gian manh, bẩn thỉu Tôi trả lời Đúng vậy, đúng, cũng có nhưng rất ít Tin đồn thường hay thổi phồng những cái xấu Báo chí thường hay phóng đại những khuyết điểm của người giàu Nhằm thu hút dư luận Các con hãy đưa cha đến vùng ngoại ô xinh đẹp ở Philadelphia Đến đó hãy chỉ cho cha những căn nhà khang trang quý phái ở đó Cha sẽ giới thiệu cho các con những chủ nhân của những căn nhà đó Họ là những con người rất tốt bụng, rất tử tế và rất tuyệt vời Cả trong nhân cách lẫn trong việc kinh doanh Họ đều là những con người trong sạch, chân thật, tài giỏi và đáng kính trọng người ta thường hay đấu tranh chống lại sự tham lam bằng cách quá lạm dụng các cụm từ như đồng tiền bẩn thỉu lòng tham không đáy dần dần thì một quan niệm sai lầm được hình thành quan niệm đó làm cho người ta có ác cảm với người giàu tuy nhiên sự thật tiền bạc là năng lượng là sức mạnh mà mỗi con người chúng ta nên có chính sức mạnh đó đã làm được biết bao nhiêu việc tốt làm sao có được bệnh viện trường học chạy tị nạn nếu không có tiền do đó mỗi chúng ta phải có bổn phận làm giàu hãy làm giàu một cách trong sạch từ câu chuyện của conwell ta có thể rút ra một số điểm như sau để làm giàu thì bạn cần phải tạo ra niềm tin. Thử nghĩ xem mà có dám mạo hiểm hợp tác kinh doanh với một người mà bạn không mấy tin tưởng hay không? Không thể nào phải không? Vậy khi bạn được tín nhiệm, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm giàu. Khi ấy bạn càng phải cố gắng để xứng đáng với niềm tin của mọi người đã dành cho bạn. Vậy ngoài suy nghĩ tích cực về người giàu, bạn cần có thêm một số đức tính nữa để làm giàu. Đó chính là uy tín, tập trung, quyết đoán, chăm chỉ, tốt bụng và giỏi giao tiếp. Ngoài ra bạn còn phải thành thạo, phải là chuyên gia trong ít nhất một lĩnh vực nào đó. Trước đây tôi đã từng cho rằng không thể vừa giàu vừa tốt bụng, vật chất và tinh thần không bao giờ đi chung với nhau được. Tôi luôn được nghe những mẩu chuyện, những lời nhận xét đầy ác ý về người giàu như tên nhà giàu ấy vừa tham lam vừa độc ác, những đồng tiền dơ bẩn. Tuy nhiên, sau này tôi đã thay đổi tư tưởng. Tôi xem xét lại cuộc sống quá khứ và hiện tại và thấy rằng thực ra người tốt bụng nhất luôn là người giàu nhất. Lúc mới chuyển nhà đến San Diego, tôi rất lo lắng vì không có người quen ở đây. Tôi nghĩ rằng mình sẽ khó mà hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Tuy nhiên hai đứa con của tôi thì ngược lại, chúng nhanh chóng kết bạn với những đứa trẻ hàng xóm và chơi cả ngày ở bên đó. Một lần tôi sang gọi chúng về ăn trưa, gõ cửa và hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa mở ra và một phụ nữ có gương mặt phúc hậu lịch thiệp chào tôi. Cô ta niềm nở mời tôi vào nhà. Chồng cô ta cũng ra tận cửa và thân thiện bắt tay tôi. Họ mời tôi uống cà phê và hỏi han về cuộc sống mới của tôi tại đây. Cuối cùng thì họ mời tôi tối hôm sau đến dự tiệc ngoài trời ở nhà họ. Lúc ấy tôi thật sự ngạc nhiên với thái độ thân thiện đó. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng họ là những người giàu có, kiêu kỳ và khó tính. Tối hôm sau khi chuẩn bị đến dự tiệc, vợ tôi lo lắng hỏi, em phải mặc như thế nào để cho xứng đáng với buổi tiệc? Tôi nói, không em cứ ăn mặc như em thích, họ rất tốt và bình dị. Trong buổi tiệc đó, vợ chồng tôi đã làm quen được với những người bạn mới, hết sức thân thiện và tốt bụng. Họ đều là những người đã thành đạt và là thành viên của một hội từ thiện. Tôi thật sự ngạc nhiên khi họ tranh nhau quyền được tài trợ không điều kiện cho một quỹ bệnh viện trẻ em của thành phố. Sau buổi tiệc đó, họ đã quyên góp được 10.000 đô và xin nói thêm rằng, hàng tuần có ít nhất một buổi tiệc quyên góp từ thiện như thế. Sau đó, những người bạn mới còn mời tôi tham dự hội từ thiện thành phố. Mục tiêu của họ là phát triển hoạt động của hội không chỉ trong phạm vi thành phố, mà còn cả ở những vùng lân cận. Trong số những người mới quen này, tôi đã kết thân với gia đình của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Ông ta có thu nhập khá cao, mỗi ca phẫu thuật do ông ấy thực hiện đều có giá không dưới 5.000 đô. Trung bình mỗi ngày ông thực hiện 4 ca như thế. Thu nhập cao như thế nhưng điều đáng nói là ông ấy luôn luôn dành cả ngày thứ ba mỗi tuần để phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong thành phố. Ông cũng thành lập một tổ chức vận động các đồng nghiệp dành ra một ngày để cho bệnh nhân nghèo. Vậy ai nói người giàu là tham lam ích kỷ? Những luận điệu cho rằng người giàu là xấu hoàn toàn là không có cơ sở. Nhờ những trải nghiệm tiếp xúc với nhiều người giàu mà tôi đã rút ra được kết luận như thế. Các bạn hãy tin rằng người giàu luôn là những người tốt. Nói như thế không có nghĩa là người nghèo không tốt, chỉ có những người không chịu tìm hiểu mà cứ xét đoán theo kiểu trực quan cảm tính, suy xét theo kiểu định kiến có sẵn, đó mới là người xấu. Căm ghét người giàu là một trong những đường ngắn nhất dẫn đến nghèo khó, phải tránh xa, phải từ bỏ con đường này. Con người thường sống và hành động theo thói quen và do đó phải bắt đầu từ thói quen. Có thể bỏ một thói quen bằng cách thay thế nó bằng một thói quen khác. Thay vì khinh bỉ người giàu, bạn hãy tập cách ngưỡng mộ họ. Thay vì nguyền rủa họ, bạn hãy tập chúc phúc cho họ. Thay vì ghen ghét họ, bạn hãy tập yêu mến họ. Có quý mến người khác thì bạn mới được quý mến. Đó là quy luật của tình cảm. Người Hawaii bản địa có một chiếc ly sống mà tôi rất tâm đắc, đó là hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn mong muốn có được. Nếu thấy người khác có một căn nhà đẹp, hãy chúc phúc cho người đó và cả căn nhà đẹp đó. Nếu thấy người khác có một gia đình hạnh phúc, hãy chúc phúc cho người đó và gia đình hạnh phúc đó. Nếu thấy người khác có một ngoại hình đẹp, hãy chúc phúc cho người đó và cho ngoại hình đẹp đó. Nói tóm lại, nếu bạn gây ghét với những thứ mà bạn không có, bạn sẽ không bao giờ có được chúng. Bài luyện tập để xây dựng tư tưởng tích cực đối với người giàu. Hãy học tập tinh thần sống chúc phúc như người Hawaii. Hãy sưu tầm những thông tin về nhà đẹp, xe đẹp và những dịch vụ kinh doanh phát đạt. Những gì bạn đọc và cảm thấy, hãy chúc phúc cho chúng và cho những người sở hữu chúng. Hãy gửi thư, email đến một người thành đạt trong lĩnh vực nào đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với họ và những thành công của họ. Hãy tuyên bố tôi ngưỡng mộ người giàu, tôi chúc phúc cho họ, tôi quý mến họ và tôi sẽ trở nên giàu có như họ. Và tôi đã có tư tưởng chịu phú. suy nghĩ thứ bảy người giàu kết thân với những người lạc quan người nghèo thì làm bạn với những người bi quan và thất bại người thành đạt luôn xem những người thành đạt khác là tấm gương tốt để họ nói theo là mục đích là động lực để họ phấn đấu họ thường nói với chính bản thân mình người khác làm được thì ta cũng làm được người giàu luôn bày tỏ lòng biết ơn với những người đã thành đạt trước đó những người đã đi trước để lại toàn bộ những kiến thức làm giàu để họ học theo trong vấn đề làm giàu có những quy luật thành công của người khác để lại ta chỉ cần áp dụng những quy luật ấy mà không cần phải chứng minh gì nữa nói tóm lại cách nhanh nhất để làm giàu là học hỏi từ chính những người giàu hoặc cả tri thức, kinh nghiệm lẫn tư tưởng của họ. Đó chính là tinh thần chung của cuốn sách này. Người nghèo khi nói đến những người thành đạt thường hay đem ra để đánh giá, phê bình, châm biếm và nhất là cố gắng hạ thấp những thành công đó. Họ không biết học cái hay của người giàu mà chỉ cố sức gán cho người giàu những thói xấu. Làm sao mà có thể học hỏi từ một người mà bạn đánh giá thấp? Mỗi khi được làm quen với một người giàu, tôi luôn cố gắng hòa đồng với người ấy. Tôi muốn thiết lập các mối quan hệ thân thiện với họ, trao đổi, tâm sự với họ. Nói chung là cố gắng tìm ra những điểm tương đồng để đôi bên hòa hợp. Nếu bạn cho rằng nguyện vọng để kết bạn với những người thành đạt của tôi là sai, vậy bạn muốn tôi giao du với ai? Những người thất bại ư? Ừ. Không, tôi sẽ không làm thế, bởi vì tôi sợ nhiễm phải những tư tưởng bi quan thất bại của họ. Điều tôi cần phải học hỏi là những suy nghĩ tích cực để đưa đến những thành công. Những suy nghĩ như thế sẽ dễ dàng tìm thấy ở những người đã thành đạt. Đó là lý do vì sao mà tôi thích kết bạn với những người đã thành đạt. Vừa qua trên một chương trình phỏng vấn trực tiếp trên sóng phát thanh, một người phụ nữ đã gọi đến và hỏi: "Tôi là một người lạc quan và luôn có nguyện vọng làm giàu. Tuy nhiên, tôi lấy phải một ông chồng hoàn toàn ngược lại. Vậy tôi phải làm sao để trở nên giàu có? Liệu tôi có phải bỏ anh ấy hay là buộc anh ấy phải thay đổi? Sau đó tôi còn nhận được nhiều câu hỏi tương tự như tôi phải làm gì nếu người thân của mình luôn bi quan, không những không muốn phấn đấu mà họ còn bắt buộc tôi phải giống như họ. Sau đây là cách trả lời của tôi. Trước hết là đừng bao giờ ép buộc những người thiếu tích cực thay đổi. Đó không phải là nhiệm vụ của bạn, việc bạn cần làm là cải thiện hoàn cảnh của mình trước đã. Khi đã tiến bộ thì bạn sẽ trở thành tấm gương để họ tự động nói theo. Và lúc đó họ sẽ thành tâm tự nguyện thay đổi. Khi ấy nếu họ cần biết điều gì thì bạn hãy chỉ bảo cho họ. Thứ hai là hãy bình tĩnh, kiên định và luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Hãy xem những thái độ trái ngược đó là những môi trường để thử thách lòng kiên định của mình. Như chúng ta đã biết, học hỏi người khác không phải chỉ là noi gương theo những cái hay của họ. Học hỏi còn là thấy được những cái sai, cái hạn chế của người khác để mà tránh. Trong trường hợp này cũng thế, người khác càng thụ động và bi quan, tiêu cực thì bạn càng phải chủ động, tích cực. Cách suy nghĩ bi quan, tiêu cực như thế là hoàn toàn sai. Tuy nhiên đừng phê phán họ, đánh giá thấp họ, bởi vì nếu bạn làm như thế thì bạn cũng không khác gì họ cả hãy bao dung và làm tấm gương tốt cho họ nói theo đó mới là cách ứng xử đúng đắn nhất gần mực thì đen gần đèn thì sáng không nên kết thân với những người bi quan thất bại và không có ý chí cầu tiến môi trường tuy ảnh hưởng chậm chạp nhưng rất sâu sắc gần gũi với những người như thế chúng ta sẽ nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ lúc nào không hay ở đây tôi không yêu cầu các bạn phải rời xa người thân khi họ thuộc dạng như thế nếu là tôi tôi sẽ dũng cảm rời xa họ chừng nào họ còn chưa tiến bộ vì sao ư vì tôi tôn trọng mình tôi tin rằng mình luôn xứng đáng được tiến bộ và mình không cần phải chịu đựng sự tác động của những tư tưởng cho dù họ là người thân của mình nên nhớ rằng mỗi hành động của ta dù là hành động trong tư tưởng đều tạo ra năng lượng những nguồn năng lượng này mà bạn mới có thể tác động đến người khác khi bạn ở gần những người tiêu cực như ý nghĩ tiêu cực của họ sẽ tác động đến bạn nếu bạn biết rằng một người nào đó bị mắc bệnh truyền nhiễm thì bạn có can đảm để ôm họ không chắc chắn là không thậm chí còn không dám đến gần đối với tôi tôi luôn xem những tư tưởng tiêu cực đó là một loại bệnh truyền nhiễm tôi không dám đến gần họ vì tôi sợ bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực đó trong một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thu nhập của một người chỉ bằng 20% thu nhập của một người bạn thân nhất của người đấy. Như thế, việc giao thiệp trong xã hội phải thận trọng chọn người. Có một câu ngạn ngữ cổ như sau: Muốn bay cao như phượng hoàng thì đừng bao giờ tập bơi với lũ vịt. Nếu muốn thành công thì bạn phải làm bạn với những người thành công. Hãy đến với những trận đấu thể thao để học hỏi cách những vận động viên chuyên nghiệp, những nhà vô địch thi đấu. Sau đó hãy lắng nghe họ trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Người thắng thì nói, đó là cố gắng của tập thể chúng tôi, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn. Trong khi đó người thua thì nói, đó chỉ là một trận thua, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi thất bại đó để tập trung cho trận đấu sau. Đấy, tất cả họ, dù thắng hay bại đều là những nhà chuyên nghiệp, đó là tư tưởng tích cực để chúng ta học hỏi. Tại Olympic 2004, Perita Felicia, một động viên điền kinh người Canada, là đương kim vô địch nội dung 100m vượt rào. Perita khi đó là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc huy chương vàng lần này. Tuy nhiên vào đợt chạy cuối, Perita đã vướng vào rào chắn và ngã rất nặng đến nỗi phải bỏ cuộc. Perita rời đường đua trong nước mắt, trong tột cùng của nỗi tiếc và thất vọng để chuẩn bị cho lần đó perita đã luyện tập 6 giờ một ngày trong vòng 4 năm và tất cả đã mất chỉ vì một cú ngã tuy nhiên sáng hôm sau trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình tôi rất ngạc nhiên khi thấy perita đã lạc quan trở lại cô nói rằng tôi không hiểu vì sao tôi lại thất bại như thế tuy nhiên sự việc đó cũng xảy ra rồi tôi sẽ tập trung luyện tập chăm chỉ hơn trong 4 năm tới tôi không còn thất vọng nữa mà hiện đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết quý vị sẽ thấy một perita mạnh mẽ hơn nữa khi ấy các bạn biết tôi nghĩ gì không tôi nghĩ thật kinh ngạc Tôi ước gì có thể ghi âm lại lời phát biểu của Perita để có thể mở ra nghe lại hàng ngày. Thế đây các bạn ạ, chúng ta luôn được nghe những điều hữu ích từ những nhà vô địch thực thụ. Vì sao người giàu lại luôn kết thân với những người thành đạt, còn người nghèo thì làm bạn với những người thất bại? Có thể lý giải vấn đề này ở hai tiếng thoải mái. Người giàu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người thành đạt. Họ cảm thấy mối quan hệ này là hoàn toàn đáng giá. Ngược lại, người nghèo thì cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với những người thành đạt. Họ luôn có cảm giác khó chịu, bất an và không tương xứng. Khi ấy, để bảo vệ cái tôi của mình, họ chuyển sang đánh giá thấp và phê phán những người giàu tóm lại nếu muốn làm giàu thì bạn hãy thay đổi tư tưởng cũ hay thay đổi trí con người của bạn hãy tin rằng bạn cũng xuất sắc như những người đã thành đạt làm như thế để làm gì để bạn không cảm thấy bất an không thoải mái khi ở cạnh những người giàu một khi đã hòa nhập được như thế bạn sẽ dễ dàng học hỏi dễ dàng nhiễm những tư tưởng tích cực của họ tôi đã từng rất ngạc nhiên khi có nhiều người đến gần tôi và xin được chạm vào người tôi họ nói từ trước đến nay tôi chưa từng được chạm vào một nhà triệu phú khi ấy tôi cũng vui vẻ chấp nhận tuy nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ không cần thiết phải như thế đâu bạn ạ nếu bạn không cố gắng thì bạn sẽ không thể giàu có được cho dù bạn có chạm vào hàng trăm hàng nghìn nhà tỷ phú như thế. Bà đọc thân mến, vấn đề không phải là bạn có chạm được vào người giàu bằng xương bằng thịt hay không. Điều quan trọng là ta phải nghĩ được rằng ta không khác gì họ cả. Ta xứng đáng với họ. Còn việc chạm đến người giàu nếu bạn muốn thì tại sao bạn lại không trở thành một nhà triệu phú? Khi ấy bạn thao hồ mà chạm. Hãy bỏ những thói quen không tốt trước kia, thay vì chế nhạo người giàu, hãy khen ngợi và nối gương họ. Thay vì ngại tiếp xúc với những người giàu, hãy kết thân với họ để học hỏi, để nhiễm những tư tưởng tích cực của họ. Thay vì nói họ thật là tài giỏi, hãy nói nếu họ làm được thì mình cũng làm được. Hãy tuyên bố rằng, tôi nguyện nói gương theo những người thành đạt, tôi nguyện kết thân với họ để học hỏi. Cái gì họ đã làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập kết thân với người giàu Bước 1. Hãy sưu tầm các thông tin về những người thành đạt, nổi tiếng, ví dụ như Rockefeller, Donald Trump, Bill Gates. Hãy học cách họ suy nghĩ, cách họ làm việc, nói chung là hãy học hỏi tư tưởng của họ. Bước 2 hãy tham gia vào các câu lạc bộ của người giàu, ví dụ như tennis, golf, từ thiện. Hãy sống trong môi trường của người giàu. Nếu không có điều kiện, ít nhất bạn cũng nên thường xuyên đi uống cà phê hay dùng bữa ở những nơi sang trọng. Hãy tập thích nghi về những không khí tại đây. Hãy quan sát những người thành đạt để thấy rằng thật ra họ cũng không có gì quá cấp siêu so với mình cả. Bước 3, hãy nhận ra những người bi quan tiêu cực xung quanh mình để tránh họ. Nếu đó là những người thân thiết thì hãy cảnh giác không bao giờ để bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ cả. Đừng bao giờ xem những chương trình truyền hình hoặc những cuốn sách nói xấu về người giàu. Hãy xem đó là tư tưởng sai lầm mà chúng ta cần phải cảnh giác. Cách suy nghĩ thứ 8 Người giàu luôn sẵn sàng quảng cáo cho họ, người nghèo thì có ác cảm đến việc quảng cáo. Những khoa học với cách làm giàu của tôi thường được chia thành các chủ đề khác nhau. Vào cuối khóa, chúng tôi thường hay ra những thông báo giới thiệu về các khóa học chuyên đều khác. Nếu như học viên cũ đăng ký sẽ được giảm học phí, khi ra một thông báo như vậy, tôi cũng đồng thời quan sát thái độ phản ứng của họ ra sao. đa số rất cảm kích và rất quan tâm đến chủ trương đó của trung tâm. Tuy nhiên lại có một số người lấy làm khó chịu. Họ cho rằng đó là quảng cáo và quảng cáo luôn là cái gì đó dối trá, mặc dù họ không thể giải thích được là vì sao. Mà đọc thân mến, nếu bạn cũng có suy nghĩ như thế, có lẽ bạn nên xem lại mình. Có ác cảm với việc quảng cáo là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến với thành công. Ai không ưa thích buôn bán và quảng cáo, người đó không thể giàu được làm sao bạn có thể bán được hàng hóa và dịch vụ của mình nếu bạn không muốn để cho người khác biết đến bạn và sản phẩm và sản phẩm dịch vụ của bạn. Ngay cả một người khi đi xin việc, khi viết bảng kê khai lý lịch về bản thân mình, anh ta cũng trình bày làm sao cho nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt nhất về mình, đó là quảng cáo. Ngay cả khi đã được nhận vào làm việc, nếu muốn thăng tiến nhanh, anh ta cũng phải tìm cách chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, đó cũng là quảng cáo. Vậy quảng cáo thì có gì là sai? Người ta thường có thành kiến về quảng cáo hoặc buôn bán với những lý do sau. Trước tiên, có lẽ trong quá khứ có những loại quảng cáo dối trá đã để lại ấn tượng xấu và làm họ mất lòng tin. Từ đó họ luôn nghĩ rằng quảng cáo là lừa bịp. Ngoài ra họ còn cảm thấy quảng cáo luôn luôn quấy rầy họ ở những thời điểm không thích hợp. Thứ hai là có lẽ họ đã từng bị từ chối khi giới thiệu hoặc bán một thứ gì đó cho người khác, có nghĩa là bản thân họ đã từng thất bại trong quảng cáo. Từ đó họ luôn có sự liên hệ giữa quảng cáo và thất bại. Thứ ba là có lẽ lúc nhỏ họ đã học từ cha mẹ những đánh giá không tốt về quảng cáo. Đa số chúng ta từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ không nên hoành hoang, khoác lác và thùng rỗng kêu to tuy nhiên trong thực tế trên thương trường nếu ta không cất tiếng thì chẳng ai biết đến mình cả người giàu luôn chú trọng cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người khác để càng có thêm nhiều mối quan hệ đó cũng là một bí quyết thành công cuối cùng có những quan niệm cho rằng tự quảng cáo là tầm thường tôi gọi đây là thái độ tự cao tự đại họ nghĩ rằng nếu họ thật sự giỏi sản phẩm của họ thật sự có chất lượng thì người khác sẽ phải tự tìm đến họ hữu xạ tự nhiên hương mà câu nói trên nghe có vẻ hợp lý tuy nhiên trên thương trường trăm người bán vạn người mua người ta sẽ tìm đến những người gần mình nhất dễ tìm nhất vậy thì bao giờ mới đến lượt bạn nếu bạn không tự quảng cáo ngoài ra cũng có ít ai muốn đến với bạn nếu bạn quá kiêu kỳ cho dù sản phẩm của bạn thực sự có chất lượng tiếng lành đồn xa đúng là khi ta giỏi thì ta có thể có tiếng tăm vang dội tuy nhiên tôi dùng từ có thể ở đây là có ý muốn nói đến việc cần thiết phải có thêm một yếu tố nữa đó là phải để cho người ta biết đến mình khi bạn muốn vang danh thiên hạ thì bạn phải sẵn lòng thì bạn phải sẵn lòng cho người khác biết về tài năng của mình người giàu luôn là những chuyên gia về nghệ thuật quảng cáo Họ có năng lực quảng cáo và luôn sẵn sàng quảng cáo cho sản phẩm, cho dịch vụ và ý tưởng của mình với tất cả lòng nhiệt tình và lòng say mê. Họ luôn đánh bóng làm tăng giá trị hình ảnh của mình nhằm nâng cao giá trị xã hội của bản thân. Việc này là lẽ tự nhiên cũng như phụ nữ trang điểm và đàn ông ăn mặc lịch sự khi ra đường. Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu cha nghèo mà có lẽ bạn đã từng nghe qua. Kiyosaki đã đúc kết như sau: Giá trị của việc kinh doanh, kể cả việc viết sách, là ở chỗ sản phẩm của bạn có bán chạy hay không. Ông cũng tuyên bố rằng ông thích được gọi là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất hơn là tác giả viết hay nhất người giàu cũng thường là những người lãnh đạo và tất cả những nhà lãnh đạo lớn đều là những người giỏi quảng cáo cho mình để làm nhà lãnh đạo bạn nhất thiết phải có những người hâm mộ ủng hộ và luôn theo bạn điều đó có nghĩa là bạn phải thành thạo trong việc gây ấn tượng tạo thiện cảm và làm cho người khác ngưỡng mộ mình ngay cả tổng thống mỹ cũng phải không ngừng cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng trước chính phủ và trước đảng của ông nhằm thuyết phục họ ủng hộ ông đặc biệt là trước kỳ bầu cử các ứng viên đều phải thực hiện những chiến dịch quảng cáo quảng bá cho mình nhằm tạo ấn tượng tốt với cử tri Nói tóm lại, bạn phải biết cách tự quảng cáo nếu muốn làm lãnh đạo cho dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, làm chính trị, làm kinh doanh, hoạt động thể thao hay làm cha mẹ. Về vấn đề ở đây không phải là bạn có thích quảng cáo hay không, mà là vì sao phải quảng cáo. Ở đời có nhiều việc ta không thích nhưng ta vẫn cứ phải làm, trong lĩnh vực làm giàu, việc không thích mà vẫn phải làm có lẽ là việc tự quảng cáo. Điều này thành công hay không còn tùy thuộc vào niềm tin của bạn. Bạn có thực sự tin vào khả năng của mình hay không? Bạn có yên tâm về sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn làm ra hay không? Bạn có tin rằng những thứ mà bạn sẽ mang ra quảng cáo sẽ mang đến lợi ích cho người mua hay không? Nếu bạn tin vào năng lực của mình thì thật bất công khi bạn giấu, không cho người khác biết đến năng lực đó, bất công với chính bạn và với cả những người khác nữa. Giả sử bạn có bí quyết chữa bệnh gia truyền và bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ người bệnh. Gặp một người đang đau đớn vì bệnh tật, vậy bạn sẽ nói ra hay là im lặng chờ họ hỏi đến, hay là bạn chờ họ đọc được suy nghĩ của bạn và nhờ bạn cứu chữa? Nhiều người có năng lực và có lòng tốt, tuy nhiên họ không thể giúp đỡ người khác được là do họ quá dè dặt trong việc thể hiện mình. Có thể nói những người có thành kiến với việc quảng cáo và tự quảng cáo chính là những người thiếu tự tin. Họ cho rằng họ không đủ năng lực và từ đó họ suy ra người khác cũng giống như họ. Họ còn nghĩ rằng họ tốt hơn người khác là vì họ không tự quảng cáo để lừa dối thiên hạ. Nếu bạn vững tin rằng những gì bạn có sẽ giúp ích cho người khác thì nhiệm vụ của bạn là phải cho người khác biết về bạn. Bằng cách này bạn không chỉ giúp cho người khác mà còn tự làm giàu cho mình. Bài luyện tập thực hành việc quảng cáo và tự quảng cáo. Bước 1. Hãy liệt kê và đánh giá 10 khả năng hoặc 10 sản phẩm dịch vụ mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Đánh giá từ thấp đến cao theo mức độ tự tin của bạn. Điểm 10 là điểm cao nhất cho một khả năng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cộng lại và chia cho 10 để lấy điểm trung bình. Nếu điểm trung bình của bạn từ 7 đến 9, hãy thay đổi nâng cấp lại những thứ ấy. Nếu điểm trung bình của bạn nhỏ hơn 6, hãy ngừng quảng cáo và chuyển sang một lĩnh vực khác phù hợp hơn với bạn. Bước 2, đọc sách, xem truyền hình, nghe vô tuyến và tham gia các khóa học về nghệ thuật tiếp thị và bán hàng. Hãy nghiên cứu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm quảng cáo cho mình một cách hiệu quả nhất và trung thực nhất. Hãy tuyên bố, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện mình với mọi người. Tôi sẽ tự quảng cáo bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 10, người giàu biết cách đón nhận, người nghèo thì ngược lại. Một trong những lý do vì sao người ta nghèo là họ không biết cách đón nhận, mặc dù có thể họ rất giỏi cho đi. Vì sao lại như thế? Trước hết là do những người đó cảm thấy không xứng đáng được đón nhận. Đây là một tâm lý phổ biến trong xã hội. Do đâu lại có những tư tưởng tự ti này? tất cả đều hình thành trong quá khứ lúc những người này còn nhỏ khi ấy họ thường bị từ chối nhiều hơn là được chấp nhận thường bị chê nhiều hơn là được khen thường bị trừng phạt nhiều hơn là được khen thưởng thường được nghe sai rồi nhiều hơn là đúng rồi hàng ngày cứ nghe những nhận xét không hài lòng như thế dần dần ta sẽ nhập tâm chúng ta sẽ tự ám thị mình rằng chúng ta không xứng đáng với sự mong đợi của cha mẹ của những người xung quanh và của xã hội cảm giác tự ti đó lớn dần theo năm tháng cho đến lúc trưởng thành chúng ta vẫn sống trong sự tin tưởng rằng chúng ta không xứng đáng ngoài ra lúc nhỏ trẻ thơ thường có ấn tượng mạnh với những hình phạt khi chúng phạm lỗi dần dần một quy tắc bất thành văn sẽ hình thành và luôn nhắc nhở chúng ta rằng nếu làm sai thì sẽ bị phạt. Ám ảnh lớn nhất là những ham dọa của người lớn đối với trẻ con về những thế lực siêu nhiên như hình tượng mê tín nào đó. Chẳng hạn khi người mẹ dọa con rằng nếu không nín khóc sẽ bị ông kệ bắt đi. Khi ta trưởng thành, những hình phạt, những ham dọa này tưởng chừng như đã chìm vào lão quên. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như thế. Những nỗi ám ảnh đó đã kịp thời ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Chúng sẽ thể hiện trong đời sống ý thức của chúng ta hiện nay ở một dạng khác. Chúng làm cho ta cảm thấy cần phải tự trừng phạt mình khi phạm phải sai lầm. Lúc nhỏ có thể lấy ham dọa là câu vì con hư quá nên không được thưởng kẹo. Đến lúc này sẽ là vì mình không giỏi nên không xứng đáng được có tiền. Điều này giải thích vì sao một số người tự nguyện hạn chế kiếm tiền và từ bỏ việc nắm bắt những cơ hội để thành công. Kết quả là những người này luôn gặp khó khăn trong việc đó nhất, do đó họ mới nghèo. Và có thấy không, những sự việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bạn sau này. Những ám ảnh, những hình phạt cùng với những nhận thức non nớt khi ta còn nhỏ đến lúc này sẽ buộc ta làm nô lệ cho những cảm giác tự ti, hối hận, sai lầm. Chính những điều đó đã ngăn trở ý định làm giàu của rất nhiều người. Vẫn phải làm sao để thoát khỏi sự chống chế của những tư tưởng sai lầm này? Tôi có một phương pháp mà nếu bạn muốn áp dụng, thì cho dù bạn cảm thấy xứng đáng hay không xứng đáng, bạn vẫn có thể làm giàu được. Điều quan trọng là bạn phải làm sao nhận thức được rằng những mà cảm đó không thể nào ngăn cản được bạn. Ngược lại, bạn phải biến những mà cảm đó thành động cơ làm giàu. Ngay, ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cách giúp bạn. Hãy thật chú ý vì đây có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời bạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn biến nhược điểm của mình thành ưu điểm. Chúng ta bắt đầu nhé. Thật ra tất cả là do bạn, nhưng mà cảm kia cũng do chính bạn tạo ra. Không ai mới sinh ra đã có ý nghĩ xứng đáng hay không xứng đáng. Quyết định là do bạn, tương lai cũng là do bạn tạo ra. Nếu ngay bây giờ bạn dõng dạc tuyên bố bạn xứng đáng, vậy là bạn sẽ xứng đáng và ngược lại. Thế nhưng tại sao người ta lại thường nghĩ rằng mình không xứng đáng? Tất cả là do bản tính tự nhiên của con người. Trong tâm thức của chúng ta luôn có một cơ chế tự bảo vệ gọi là lương tâm. Cơ chế này luôn tìm ra cái sai, cái lầm lỗi của mình để tự trừng phạt mình. Đôi khi cơ chế này thực hiện công việc một cách quá nhiệt tình, để nỗi những cái sai trong quá khứ lại bắt hiện tại phải trả giá. Những cái sai trong lĩnh vực A lại buộc lĩnh vực B phải chịu trách nhiệm. Như thế lương tâm buộc con người phải tự hạn chế mình. Có một câu nói như thế này. Nếu một cái cây đáng lẽ phải cao 10 mét mà nó có tư tưởng của con người thì nó sẽ chỉ cao 2 mét thôi. Có nghĩa là con người hay suy tư hay hối hận và hay tự trách mình một cách quá đáng. Vậy để khắc phục chỉ còn cách loại bỏ những tư tưởng này. Hãy luôn nghĩ rằng mình xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Có nhiều người nói rằng không thể được, tôi không thể bỏ đi lương tâm của mình được, tôi tôi không xứng đáng. Các bạn có biết đó là những ai không? Là những nạn nhân có tư tưởng tiêu cực, như chúng ta đã nói qua ở phần trước. Để thay đổi tư tưởng như thế, bạn phải dùng phương pháp tuyên bố. Tuy nhiên lần này có khác so với thường lệ, hãy chuẩn bị thật trang trọng, ăn mặc thật tươm tất, tất cả là để tạo không khí trang nghiêm để giúp cho phương pháp này thêm hiệu quả. Hãy bắt đầu. Trước tiên bạn hãy quỳ một chân và cúi đầu trang nghiêm tuyên bố. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi, tôi luôn xứng đáng. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi, tôi luôn xứng đáng. Hãy đứng lên, ngẩng cao đầu, bởi vì giờ đây bạn đã là người xứng đáng. Một lý do nữa giải thích vì sao người ta không biết cách đón nhận, đó là vì tư tưởng của họ quá lệ thuộc vào câu, nên sẽ sàng cho, đừng chờ đợi được nhận. Bạn có biết tôi nhận xét ra sao về câu nói ấy hay không? Đó là vớ vẩn. Đây là một lối truyền bá của những người muốn bạn là người cho để họ trở thành người nhận có thể nói những người này không biết làm một bài toán lớp 1. Vì sao? <laughs> Bởi vì tất cả những sự vật hiện tượng trên thế giới này luôn luôn có hai mặt đối lập. Chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Có nóng thì phải có lạnh, có ngày thì phải có đêm, có người cho thì phải có người nhận. Hãy thử nghĩ xem, nếu tất cả là người cho thì ai sẽ là người nhận? Theo tôi, cho và nhận phải là hai mặt song song, không thể thiếu cho cũng như không thể thiếu nhận. Cho và nhận đều quan trọng như nhau cả. Khi cho đi ta sẽ được gì? Đa số đơn giản là được cảm giác hạnh phúc nhẹ nhõm khi cho mà không có người nhận thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào phải nói rằng rất buồn vậy hãy nhớ nếu bạn không đón nhận thì bạn sẽ phụ lòng người cho khi ấy họ sẽ rất buồn và thất vọng vì sao lại như vậy mọi hành động của con người đều tạo ra năng lượng khi bạn cho ai mà người đó không nhận thì năng lượng đó sẽ không được giải tỏa những năng lượng này tích tụ lại và sẽ có tác động xấu lên tình cảm của bạn chúng chuyển những sự hân hoan thành cảm xúc tiêu cực có hại cho tinh thần tình hình còn tệ hơn nữa khi bạn không muốn đón nhận phần lẽ ra thuộc về bạn làm như vậy là bạn đã khuyến khích cho cơ hội có thói quen không tìm đến bạn. Lúc đó cơ hội sẽ đến với người khác. Điều đó cũng giải thích vì sao người giàu càng giàu thêm và người nghèo thì càng nghèo đi. Tôi đã rút ra lý lẽ đơn giản này trong một lần đi cắm trại. Đêm ấy khi căng xong lều thì trời mưa. Tôi nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ sâu bên trong vài lều khô ráo. Sáng sau khi thức giấc và bước ra khỏi lều, tôi ngạc nhiên khi thấy đất ở dưới chân lều ướt đẫm hơn những chỗ khác. Vậy là khi trời mưa, nếu có một chỗ khô thì sẽ có một chỗ ướt gấp đôi. Việc đời cũng như thế. Nếu ta không đón nhận cơ hội thì cơ hội sẽ tập trung vào những người khác. Vậy thì bạn ơi, hãy bỏ qua những mặc cảm không xứng đáng ấy đi và đón nhận những thứ mình xứng đáng được hưởng. Ví dụ trên thường xuyên được tôi vận dụng vào trong các bài giảng trên lớp. Sau đó, tôi yêu cầu học viên làm lại câu sau. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi. Tôi sẵn sàng nhận tất cả. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi. Tôi sẵn sàng nhận tất cả. Hãy lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Họ lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Vì sao ư? Vì nó quá mới lạ. Lần đầu tiên họ được nghe nói phải sẵn sàng đón nhận. Trái ngược lại những điều mà họ đã được giáo dục trước đây. Cho đi, cho đi, hãy cho đi, đừng giữ lại. Người giàu thường rất chăm chỉ và luôn tin rằng nỗ lực của họ xứng đáng được đền bù. Người nghèo cũng siêng năng không kém. Tuy nhiên, do đã mang mặc cảm không xứng đáng, nên họ cho rằng công sức bỏ ra không đáng nhận lại. Trong vấn đề này, họ đã trở thành nạn nhân cho những suy nghĩ của chính mình. Người nghèo cho rằng họ sẽ thành người tốt nếu họ không giàu. Họ nghĩ rằng họ là người sống thanh cao, sống thiên về tinh thần hay là vật chất, thật là sai lầm. Các bạn có biết người nghèo có gì hơn người giàu hay không? Họ chỉ có nghèo. Có người tìm đến tôi và than vãn. Tôi phải làm gì đây để tâm hồn được thanh thản? Bởi vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn người khác, cho nên tôi thấy ái ngại, thấy có lỗi với những người nghèo. Tôi có nên ngừng kiếm tiền để hòa đồng với cảnh ngộ của người nghèo hay không? Tôi hỏi lại, anh có thể làm gì cho người nghèo khi anh cũng nghèo như họ? Hay là anh trở thành gánh nặng chung cho xã hội? Hay là anh chỉ trở thành gánh nặng chung cho xã hội? Làm giàu để có khả năng giúp đỡ người xa cơ còn hơn là không làm giàu để trở thành kẻ xa cơ. Anh này cũng ngừng than vãn và nói. Tôi hiểu rồi. Không thể tưởng tượng nổi tôi lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Ông Harry, tôi tin những gì ông nói. Tôi càng phải làm giàu để có khả năng giúp đỡ những người khác. Cảm ơn ông. Thời gian sau, tôi nhận được thư của anh ta nói rằng lúc này anh ta đã giàu gấp 10 lần trước kia và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nếu bạn có cơ hội làm giàu, hãy nắm bắt lấy ngay. Vì sao ư? Bởi vì sự thật là cơ hội chỉ đến với rất ít người. Nếu bạn may mắn có được thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Bạn hãy làm giàu trước, rồi sau đó có điều kiện giúp lại những người không may mắn kia. Như thế còn hơn là tất cả đều ngại và bỏ qua cơ hội để rồi cùng nhau nghèo túng. Có người lại lập luận, nếu tôi giàu, tiền sẽ làm tôi thay đổi, tôi sẽ trở thành một tên nhà giàu tham lam và ích kỷ. Xin hãy nhớ, trước tiên, như ai nói câu ấy, luôn luôn là những người đang nghèo. Đó là một cách biện hộ của những người nghèo như chúng ta đã biết. Cách biện hộ ấy xuất phát từ những sai lầm trong thái độ tài chính của họ. Thứ hai, tôi xin khẳng định rằng, giàu có sẽ làm cho bạn tốt hơn, nếu bạn hơi hẹp hòi, khi có tiền bạn sẽ hào phóng hơn. Nếu bạn hào phóng, khi giàu thì bạn sẽ hào phóng hơn nữa. Vì khi đó bạn có cơ sở để mà hào phóng. Làm thế nào để biết cách đón nhận? Trước tiên phải biết sống cho chính mình. Hãy tập thói quen đón nhận những điều tốt đẹp. Khi bỏ ra một món tiền, dù ít hay nhiều để mua sắm một thứ gì đó cần thiết, hãy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng thụ món đồ đó. Hãy sung sướng như thể là món đồ đó đáng giá bạc triệu. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường việc công nhận giá trị bản thân và khả năng đón nhận của mình. Thứ hai, hãy tập thói quen vui mừng và phấn khích mỗi khi đón nhận một món tiền cho dù nó lớn hay nhỏ. Khi còn thất nghiệp, thấy một đồng xu rơi dưới đất, tôi chẳng buồn nhặt lấy. Tuy nhiên khi giàu rồi, tôi đã thay đổi. Khi đi dạo trên đường, tôi sẵn sàng cúi xuống và nhặt một vật gì đó có hình dáng giống một đồng xu. Khi ấy tôi thầm nghĩ, tiền đến rồi, xin cảm ơn. Lúc này, tôi không phân biệt tiền lớn hay tiền nhỏ, tiền nào cũng là tiền. Tự dưng có được tiền thì đó là điều may mắn, dù chỉ là một đồng xu. Sẵn sàng mở lòng và đón nhận, đó là một đức tính quan trọng cần có nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền. Đức tính ấy càng quan trọng hơn nữa khi bạn muốn giữ tiền, hãy hình thành thói quen và tư tưởng giữ tiền. Hãy mở rộng tấm lòng và đón nhận. Sau đó hãy chờ tiền bạc và cơ hội đến với bạn. Khi ấy bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc và cơ hội mà còn nhận được tình cảm và hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn khép lòng lại, không chỉ đón nhận cơ hội, bạn cũng sẽ không có được những thứ khác kể cả tình cảm và hạnh phúc. Bài luyện tập để hình thành thói quen và tư tưởng đón nhận. Hãy tập thói quen đón nhận, hãy cảm ơn người khác khi họ thành tâm cho bạn bất cứ thứ gì dù lớn hay nhỏ. Nếu không thích thì cũng đừng bao giờ trả lại ngay tức thì, khi bạn đó nhận bạn sẽ làm cho người khác có được niềm vui khi có được một món tiền dù ít hay nhiều hãy phấn khích và tự nói với mình ta có khả năng thu hút tiền bạc xin cảm ơn hãy tuyên bố tôi đã có tư tưởng triệu phú Cách suy nghĩ thứ 11 Người giàu chọn thu nhập theo hiệu quả, người nghèo thì thích thu nhập ổn định có lẽ bạn thường nghe đến câu này hãy học thật giỏi để sau này kiếm một công việc vừa ý với thu nhập ổn định đó là tiêu chuẩn của một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc câu nói trên nghe có vẻ rất hợp lý trước đây tôi cũng rất tâm đắc với cách nghĩ đó tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm tôi đã nghiệm ra rằng đó là tư tưởng an phận không có lợi nếu ta muốn làm giàu cụm từ thu nhập ổn định đã nói lên điều đó với thu nhập ổn định thì có gì là sai tất nhiên là không sai nhưng vô tình nó đã tự hạn chế ước mơ và khả năng làm giàu của ta người nghèo luôn mong muốn có thu nhập ổn định và đều đặn họ cần đảm bảo có thu nhập hàng tháng đúng ngày giờ tháng nào cũng thế sự đảm bảo này luôn có giá của nó đó là họ không thể giàu vượt lên trên người khác được sống mà cần sự đảm bảo an toàn nghĩa là sống trong sợ hãi người nghèo hay nghĩ rằng phải làm sao đảm bảo được thu nhập đủ sống qua ngày như thế đã là hạnh phúc rồi người giàu có cách suy nghĩ khác họ cố gắng đầu tư kinh doanh và chờ kết quả đa số không làm việc cho ai không phải lãnh lương của ai mà họ tự làm chủ công việc kinh doanh dù là lớn hay nhỏ thu nhập của họ cũng là toàn bộ lợi nhuận có được từ công việc kinh doanh đó trong trường hợp họ còn phải làm việc cho ai đó, thu nhập của họ cũng khác. Họ không nhận lãnh lương mà thỏa thuận chia phần trăm hoa hồng với chủ. Ngoài ra, họ còn có cổ phần ở chính công ty họ đang làm việc và ở những nơi khác nữa. Cách thu nhập này không đảm bảo ổn định và có nhiều yếu tố rủi ro. Tuy nhiên, người giàu luôn tin tưởng ở bản thân mình. Họ tin rằng mình đã quyết định đúng, trong khi người nghèo thì nghĩ ngược lại. Người nghèo luôn cần sự đảm bảo an toàn. Gần đây có một nhà tư vấn về quan hệ cộng đồng đã đề nghị được làm việc cho tôi với mức lương 4.000 đô một tháng. Tôi hỏi lại là tôi sẽ nhận được gì tương xứng với số tiền bỏ ra đó. Cô ấy trả lời rằng, cô quảng cáo cho tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô ấy còn tính ra được rằng tôi sẽ thu lợi được thêm ít nhất 20.000 đô nếu quảng cáo như thế. Tôi hỏi ngược lại, vậy giả sử nếu cô không hoàn thành công việc như đã nói thì sao? Cô ấy trả lời rằng cô luôn luôn làm việc uy tín. Tôi đề nghị, tôi không quan tâm đến việc cô có uy tín hay không. Tôi chỉ biết đến hiệu quả của cô. Nếu cô không hoàn thành công việc thì tại sao tôi lại phải trả lương cho cô? Cũng như thế, nếu như cô làm việc tốt, tại sao cô lại chỉ nhận chừng ấy? Bây giờ tôi đề nghị thế này, Cô sẽ nhận được 50% giá trị số lợi nhuận của tôi có được từ việc cô quảng cáo cho tôi. Nếu như cô nói giá trị ấy là 20.000 đô, có nghĩa là cô sẽ nhận được 10.000 đô một tháng. Vậy thu nhập như thế không gấp đôi thu nhập cố định 4.000 đô hay sao? Bạn có biết cô ấy phản ứng ra sao hay không? Cô ấy từ chối ngay. Thế bạn có muốn biết cô ấy hiện nay ra sao hay không? Vẫn đang nghèo. Tôi dám đảm bảo rằng cô ấy sẽ còn nghèo nếu không chịu thay đổi cách thu nhập. Người nghèo đánh đổi công sức và thời gian để lấy thu nhập. Tuy nhiên, thời gian của một đời người là có hạn, sức lực của con người cũng không phải là vô tận điều đó có nghĩa là thu nhập theo cách ấy cũng có giới hạn. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc làm giàu là không bao giờ giới hạn các nguồn thu nhập của bạn cả. Bạn hãy để ý, không có ai làm giàu nhờ một nguồn thu nhập từ lương cả. Cách thu nhập ổn định cũng rất phổ biến cho các ngành dịch vụ cá nhân như bác sĩ riêng, luật sư, tư vấn. Họ không hẳn là nhân viên cố định hay là cổ đông của một công ty nào cả. Tuy nhiên, thu nhập của họ suy cho cùng cũng là đánh đổi thời gian và công sức. Do đó, họ cũng chỉ có mức sống trung bình. Giả sử bạn là nhà trung gian cung cấp sản phẩm bút bi và hiện nay bạn đang nhận được một đơn hàng 50.000 cây bút bạn sẽ phải làm gì? Thật là đơn giản, chỉ cần gọi đến nhà sản xuất và yêu cầu cung cấp đủ số đúng ngày, đúng giờ, sau đó giao lại cho bên đặt hàng và lấy tiền lời. Tuy nhiên, giả sử bạn là một nhà vật lý trị liệu danh tiếng, mỗi ngày bạn có 50.000 bệnh nhân xếp hàng chờ đợi để bạn chữa trị, vậy bạn sẽ phải làm gì? Bạn có đủ sức chữa hết cho họ hay không? Có lẽ bạn sẽ chỉ đủ sức thuyết phục họ kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy, bạn sẽ vất vả hơn nhiều so với nhà cung cấp bút bi kia mà thu nhập của bạn chưa chắc đã bằng. Ở đây chúng ta đang nói đến vấn đề hiệu quả. Có nghĩa là bỏ ra ít thời gian nhất ít công sức nhất để đạt được thu nhập cao nhất. Có thể nói thu nhập của người giàu là thu nhập hiệu quả khác với lời thu nhập ổn định của người nghèo. Tôi không có ý phê phán những ngành nghề dịch vụ như thế. Tuy nhiên nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải làm sao tăng gấp đôi hiệu quả làm việc của mình để nhân đôi thu nhập. Trong các khóa học của mình, tôi thường nhận được những ý kiến phàn nàn của học viên là những người làm công ăn lương về việc họ không được trả công xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Tôi thường trả lời họ như thế này. Không xứng đáng, đó là do cách nghĩ của bạn ông chủ của bạn thì không nghĩ thế vì sao bạn không thay đổi hình thức làm việc nhận lương cố định đó bằng cách làm khoán nhận thù lao vì sao bạn không tự làm việc cho chính mình lời khuyên trên đã làm rất nhiều người thay đổi ít ra những người không muốn thay đổi cũng nhận ra rằng họ được trả công như thế là hợp lý và thôi không nghĩ xấu về người chủ nữa người ta không có can đảm chuyển sang cách thu nhập hiệu quả là vì họ sợ phải đảo lộ thói quen của mình tư tưởng án phận của họ đã bảo chữa rằng làm công an lương là ổn định là phổ biến và phù hợp với hoàn cảnh của riêng họ tư tưởng này như đã nói ở phần trên được hình thành trong quá khứ khi ta còn nhỏ thông qua con đường giáo dục và nói gương. Tuy nhiên nếu bạn ở trong tình cảnh này, bạn cũng không nên trách bố mẹ, người thân của mình. Tất cả các bậc cha mẹ luôn luôn mong muốn con mình được đảm bảo an toàn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi họ dạy con cái phải sống một cuộc sống an phận, tránh va chạm và hạn chế biến động. Họ thường khuyên, cứ làm việc cho tốt đi. Thay đổi nhiều thì bao giờ con mới ổn định được. Khi nghe bố mẹ khuyên như thế, tôi thường trả lời, hy vọng là con không bao giờ ổn định. Mẹ tôi sửng sốt và hỏi, vậy à, vậy thì làm sao mà con giàu được? Tôi nói, con chỉ không thể giàu được khi chỉ làm công an lương và có thu nhập ổn định. Để làm giàu, bạn hãy làm việc cho chính mình. Nếu chưa đủ sức, hãy như làm khoán một công việc nào đó và hưởng thù lao. Bạn cũng có thể mua cổ phần ở nơi công ty bạn đang làm việc để có thu nhập từ lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, tôi thật lòng khuyên các bạn nên tự làm chủ một công việc kinh doanh nào đó, dù lớn hay nhỏ, dù toàn thời gian hay bán thời gian. Vì sao vậy? Trước tiên, vì đó là cách làm giàu phổ biến nhất nên bạn cần phải học hỏi và làm theo. Thứ hai, là khi bạn tự kinh doanh như thế, bạn sẽ không phải ở nhà của mình, đi xe của mình, bỏ tiền túi ra đi học và rồi làm cho người khác. Như vậy, bạn sẽ lời ra một khoản chi phí đáng kể. Nếu bạn đang băn khoăn liệu mình có đủ khả năng kinh doanh hay không, xin hãy yên tâm. Nếu bạn chưa có đầu óc kinh doanh tài năng, chưa đủ vốn, hãy sử dụng trí tuệ và vốn liếng của người khác. Bạn có thể làm nhân viên kinh doanh một sản phẩm nào đó và thu nhập dựa trên doanh số bán ra. Hiện nay, đó là một trong những nghề có thu nhập cao nhất nếu ta biết làm việc có hiệu quả. Bạn cũng có thể đăng ký làm đại lý bán lẻ cho một công ty lớn nào đó. Đây là một công việc rất thích hợp cho những người ít dám mạo hiểm hàng hóa luôn được cung cấp kịp thời và bạn cũng không cần phải thanh toán trước chất lượng hàng hóa ra sao bạn cũng không cần phải chịu trách nhiệm và như thế bạn sẽ dễ dàng khởi đầu việc làm giàu với ít vốn nhất và ít gặp phiền phức nhất ngoài ra bạn còn có thể nhận thêm công việc tìm kiếm các hợp đồng cho các công ty đang làm việc tùy vào khả năng thuyết phục của bạn mỗi hợp đồng sẽ mang lại cho bạn một khoản thù lao làm như thế bạn không những không phải đóng thuế thu nhập mà còn có thời gian điều hành công việc kinh doanh của riêng mình có thể người ta sẽ nói rằng công việc của tôi hiện nay không có điều kiện để chuyển sang cách làm việc như thế không tôi không nghĩ thế bạn phải hiểu rằng khi công ty ký hợp đồng lao động với bạn thì có nghĩa là họ không chỉ tốn tiền trả lương cho bạn mà họ còn phải đóng góp các loại thuế sử dụng lao động cho nhà nước và họ còn phải đóng các khoản phí khác nữa vì có sử dụng lao động số tiền này cũng khá nhiều khi chuyển sang hình thức làm khoán bạn sẽ không còn hợp đồng lao động nữa khi ấy công ty sẽ được lợi phần thuế đó là lý do rất thuyết phục cần phải nêu ra với đại đạo công ty để đề nghị được thay đổi hình thức làm việc và phương pháp thu nhập. Nói tóm lại, cách thu nhập đúng nhất để làm giàu chính là làm những công việc được trả lương theo hiệu quả, những công việc ăn chia phần trăm lợi nhuận. Bố tôi thường nói, không ai làm giàu nhờ lương cả, mà là nhờ bổng. Bổng tức là phần trăm mà bạn được hưởng tùy vào mục tiêu mà bạn đạt được. Bài luyện tập để có thu nhập theo hiệu quả. Nếu hiện nay bạn đang trong tình trạng làm công an lương cố định, hãy lập ra kế hoạch và đề nghị với chủ mình một hình thức làm việc mới. Đó là tham gia cổ phần, chia phần trăm lợi nhuận hoặc ít ra là cũng nhận làm khoán nếu bạn đang làm chủ hãy tạo điều kiện cho phép nhân viên của mình trở thành cổ đông khi thu nhập của người lao động phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty họ sẽ làm việc thật sự hiệu quả vì chính bản thân họ nếu bạn làm công an lương mà cảm thấy không được trả lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra hãy khởi sự công việc kinh doanh cho chính bạn có thể lúc đầu là bán thời gian dần dần tập trung rồi sau đó mở rộng kinh doanh chỉ có như thế mới giàu được các bạn ạ hãy tuyên bố tôi chọn cách thu nhập theo hiệu quả tôi đã có tư tưởng triệu phú suy nghĩ thứ 13 Người giàu chú trọng đến sự phát triển cả một sự nghiệp Người nghèo chỉ tập trung vào thu nhập bình quân Khi đề cập đến vấn đề tiền bạc Người nghèo thường hỏi nhau Thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng Ít ai hỏi gia tài của bạn lớn cỡ nào Cách hỏi đó chỉ có ở những người giàu Từng lớp thượng lưu thường trò chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc Bằng những câu như Anh ấy vừa bán một số cổ phiếu Chỉ giá 3 triệu đô Cô ấy đã bán lại công ty Và được 20 triệu đô Công ty đó đang cổ phần hóa với tổng giá trị 30 triệu đô. Ở đây bạn không bao giờ nghe những câu nói như anh ấy vừa được tăng lương, tháng này tiền trợ cấp sẽ tăng thêm 2%. Hàng tháng phải thu nhập bao nhiêu mới gọi là giàu? Người ta không tính như thế, cách tính phổ biến là dựa vào tổng giá trị tài sản mà bạn đang có. Đó là tất cả những thứ bạn đang sở hữu, bao gồm cả tiền mặt lẫn giá trị đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu. Ngoài ra còn có nhà bạn đang ở, xe bạn đang đi, trang sức bạn đang mang trên người. Hãy cộng lại rồi quy ra tiền mặt và trừ giá trị cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ. Phần dư ra sẽ là tổng giá trị tài sản của bạn. Người giàu hiểu rằng có một khoảng cách rất lớn giữa thu nhập lao động và tổng giá trị tài sản. Thu nhập lao động rất quan trọng, tuy nhiên nó chỉ là một trong bốn yếu tố chính của tổng giá trị tài sản. Các yếu tố còn lại là tiền tiết kiệm, giá trị đầu tư và giảm tiêu xài. Muốn vun đắp cho tổng giá trị tài sản, ta phải chú trọng phát triển đồng đều cả bốn yếu tố ấy, không thể xem nhẹ bất cứ yếu tố nào. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem xét từng yếu tố cụ thể. Yếu tố thứ nhất, thu nhập. Thu nhập được chia thành hai dạng, thu nhập chủ động, tức là thu nhập lao động và thu nhập thụ động. Thu nhập lao động là số tiền bạn bỏ công sức và thời gian để có được, Thu nhập này là tiền lương hàng tháng nếu bạn là người làm công và lợi nhuận kinh doanh nếu bạn làm chủ. Thu nhập lao động sẽ là yếu tố quan trọng đầu tiên bởi vì nếu không có nó sẽ không có ba yếu tố kia. Thu nhập lao động giúp ta có cơ sở để tiết kiệm và đầu tư. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một phần của tổng giá trị tài sản. Điều không may là người nghèo và giới trung lưu chỉ biết đến mỗi thu nhập lao động. Họ không biết đến những yếu tố khác do đó họ không thể giàu được. Một dạng khác của thu nhập đó là thu nhập thụ động. Đó là số tiền bạn có được mà không cần hoặc ít phải nỗ lực hết mình. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này ở phần sau. Yếu tố tiếp theo của tổng giá trị tài sản là tiền tiết kiệm. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng. Có thể bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu bạn không biết cách giữ tiền, như vậy bạn cũng không thể nào giàu được. Nhiều người có thói quen xài tiền rất phung phí, kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Họ chọn cách hưởng thụ nhất thời thay vì lo xa. Những người thuộc loại này sống theo ba phương châm: một là đây chỉ là tiền, đây chỉ là số tiền lẻ, xài hết cho xong; hai là người ta xài đến đâu mình xài đến đó; ba là có quá nhiều thứ để trang trải, không thể tiết kiệm ngay bây giờ được như vậy nếu không có thu nhập sẽ không có tiết kiệm nếu không có tiết kiệm sẽ không có yếu tố thứ ba là giá trị đầu tư một khi đã tiết kiệm một phần thu nhập của mình bạn sẽ có cơ sở để chuyển sang đầu tư đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình làm giàu càng đầu tư hiệu quả lợi nhuận càng tăng nhanh người giàu thường tập trung công sức và thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các hoạt động đầu tư họ cũng rất hãnh diện về thành tích đầu tư của mình ngược lại người nghèo thường cho rằng đầu tư chỉ là hoạt động dành riêng cho những người giàu những người có vốn đó là lý do họ không chịu nghiên cứu học tập cách đầu tư Yếu tố cuối cùng là đơn giản hóa chi tiêu, tức là giảm tiêu xài. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tiết kiệm tiền bạc. Hãy xây dựng một lối sống giản dị, hãy cắt giảm các nhu cầu vật chất. Khi ấy, bạn sẽ có thêm một khoản tiết kiệm dành cho đầu tư. Su là một khách hàng quen thuộc của tôi. Năm mới 23 tuổi, Su đã có một quy định rất sáng suốt là mua một căn nhà với giá 300.000 đô. 7 năm sau, Su bán lại căn nhà ấy và được 600.000 đô. Như vậy là lời ra 300.000. Su lại định mua một căn nhà khác và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa học của tôi, Su đã thay đổi ý định. Nhận ra rằng nếu sử dụng số vốn này để mua cổ phần ở một công ty nào đó, đồng thời đơn giản hóa lối sống, cô sẽ có một cuộc sống vừa nhàn hạ vừa có thu nhập cao. Ngoài ra cô cũng không cần phải đi làm nữa. Su thực hiện theo kế hoạch ấy và giờ đây, Su vẫn còn đi làm nhưng là vì sở thích chứ không phải là vì thu nhập. Một năm Su chỉ làm việc 6 tháng, thời gian còn lại là dành cho việc hưởng thụ những ngày nắng đẹp ở những bờ biển vùng nhiệt đới. Ở đó, Su không chỉ nghỉ ngơi mà còn có cách kiếm tiền mới. Cô không ở trong những phòng khách sạn xa hoa đắt tiền như những du khách phương Tây khác, mà ở chung với nhà dân bản xứ, như vậy ngoài việc tiết kiệm thêm một khoản tiền mới, cô còn có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa. Thế đấy các bạn ạ, hạn chế chi tiêu cũng là một cách kiếm tiền. Cần phải làm gì để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thật sự? Nếu bạn cần sống trong xa hoa, mua ba căn nhà và sở hữu những chiếc xe, quay năm suốt tháng đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu bạn cần như thế để hưởng thụ để có một cuộc sống hạnh phúc thì tôi xin đảm bảo rằng sẽ còn lâu bạn mới đạt được một hạnh phúc thật sự. Ngược lại, nếu bạn biết cách đơn giản hóa các nhu cầu trong thời điểm hiện tại để tập trung vào việc làm giàu thì bạn sẽ sớm giàu và nhanh chóng có một cuộc sống sung túc, khi ấy bạn có thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình, đó mới là hạnh phúc thật sự. Tóm lại để xây dựng một tổng giá trị tài sản và phải chú trọng phát triển cả bốn yếu tố trên. Hãy hình dung tổng giá trị tài sản giống như một chiếc xe hơi và bốn bánh của nó là bốn yếu tố đã nói. Chiếc xe này không thể chạy nhanh được nếu chỉ thiếu một bánh. Vì sao tôi lại minh họa việc này bằng hình ảnh một chiếc xe? Bởi vì khi ta có tổng giá trị tài sản, một chiếc xe đầy đủ thì ta cần phải giúp đỡ người khác, nghĩa là cho đi nhờ xe. Đó là ý nghĩa tốt đẹp của việc làm giàu. Tuy nhiên, người nghèo và tầng lớp trung lưu chỉ biết mỗi yếu tố thu nhập. Họ cho rằng cách làm giàu duy nhất là có thu nhập cao, phải kiếm thật nhiều tiền. Có điều, có một điều họ chưa hiểu là nếu không biết tiết kiệm tiền và không biết đầu tư thì thu nhập luôn tỷ lệ thuận với chi phí. Càng thu nhập cao thì càng muốn tiêu xài nhiều. Ngoài ra tiêu xài sẽ hình thành thói quen thưởng thụ cao hơn, được voi đòi tiền, đó là quy luật của thói quen chi tiêu phung phí. Nếu bạn có một chiếc xe, khi có tiền bạn sẽ có nhu cầu đổi xe mới. Nếu bạn có một căn nhà, khi có tiền bạn sẽ muốn một căn nhà mới, tốt hơn, đẹp hơn. Mỗi năm bạn có vài ngày nghỉ ngơi và đi du lịch, khi có tiền, bạn sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Như vậy, chỉ biết có thu nhập thì không thể giàu được. Cụm từ làm giàu ở đây nói đến thu nhập hay tổng giá trị tài sản? Chính là tổng giá trị tài sản. Hãy xác định việc làm giàu là xây dựng một tổng giá trị tài sản lớn hơn là việc phải có một nguồn thu nhập cao hơn. Vậy nhiệm vụ của bạn là xây dựng cho mình một tổng giá trị tài sản và không nên chỉ biết đến thu nhập. Hãy định giá lại toàn bộ những thứ bạn đang có, nhằm có kế hoạch sử dụng chúng bằng phương pháp như sau. Hãy lấy một tờ giấy và ghi tiêu đề là tổng giá trị tài sản. Sau đó hãy vẽ một biểu đồ với khởi đầu là số 0 và kết thúc ở con số mà bạn mong muốn đạt đến. Hãy đánh dấu tổng giá trị tài sản hiện có của bạn ở mức nào. Cứ 90 ngày lại đánh dấu lại một lần. Cứ như thế sau một quãng thời gian bạn sẽ thấy mình đang giàu lên. Vì sao vậy? Vì bạn đang tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy nhớ rằng cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển. Cố gắng tập trung làm giàu, kết quả tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và cái tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản, bạn sẽ làm cho nó càng phát triển như quy luật vừa nói trên hãy tìm một người giỏi hoạch định và nhờ anh ta hỗ trợ xây dựng và theo dõi tổng giá trị tài sản. Người ấy cũng sẽ hỗ trợ bạn tổ chức lại các nguồn tài chính, cũng như tư vấn cho bạn biết cách tiết kiệm và làm cho tiền để ra tiền. Vấn đề là làm thế nào để tìm một người như thế? Cách tốt nhất là nhờ bạn bè, người thân giới thiệu lại nếu họ đã tìm được. Tuy nhiên, bạn không nên hoàn toàn nghe theo sự hướng dẫn của anh ta. Hãy sử dụng những lời khuyên của anh ta để áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của riêng bạn. Ngoài ra, chuyên gia đó cần phải có một kế hoạch tài chính thật toàn diện, thật nhiều phương án để có, để bạn có thể lựa chọn. Bài luyện tập xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy phát triển đồng đều cả bốn mặt: tăng thu nhập, tăng tiết kiệm, tăng đầu tư và giảm tiêu xài và cách đơn giản hóa các nhu cầu vật chất. Hãy làm một bảng thống kê về tổng giá trị tài sản. Hãy quy ra tiền mặt và cộng lại tất cả những thứ mà bạn đã có. Sau đó, trừ ra cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ, bạn sẽ có con số về tổng giá trị tài sản. Hãy thuê một chuyên gia tài chính để giúp bạn hoạch định kế hoạch xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy tuyên bố, tôi đang tập trung xây dựng tổng giá trị tài sản. Tôi đã có tư tưởng triệu phú.